lên nhầm xe hoa cưới chồng như ý. Tô Yên, Sở Hướng Nam. Chương 16. Khi Lục Cận Phong đến, đúng lúc nhìn thấy Tô Yên nhảy xuống biển. Khoảnh khắc đó, khi nhìn thấy bóng dáng của Tô Yên rơi xuống biển, trong đầu anh như có vô số thuốc nổ đang đốt, nổ ầm một tiếng. Lục Cận Phong không chút do dự mà nhảy xuống biển theo cô. Hạ Vũ và Vạn Nhất đi theo sau vô cùng chấn động. Miệng Vạn Nhất lẩm bẩm, xong rồi, lão đại đã hoàn toàn chìm đắm rồi. Lão đại, Hạ Vũ hét lên, nhìn sóng biển ồ ạt, muốn nhảy xuống theo. Vạn Nhất kéo gã lại, cậu nhảy xuống làm gì? Lão đại làm anh hùng cứu mỹ nhân, cậu đừng gây thêm phiền phức nữa. Vạn Nhất nhìn tên cao và tên béo đang hoảng loạn bỏ chạy, cười lạnh một tiếng, đó mới là việc cậu nên làm. Sắc mặt của Hạ Vũ lạnh đi, nhặt hai cục đá dưới đất lên ném qua, đập trúng chân hai người đó, bọn họ lập tức quỳ xuống đất. Dưới nước, Lục Cận Phong tìm thấy bóng dáng của Tô Yên, lập tức kéo cô vào trong ngực. Tô Yên đã hôn mê, Lục Cận Phong mau chóng hôn lên môi cô, giúp cô thở, rồi kéo cô ra khỏi mặt nước. Hạ Vũ nhìn thấy Lục Cận Phong ôm Tô Yên bơi ra khỏi mặt nước, lập tức chạy qua, lão đại. Đến bệnh viện, Lục Cận Phong nhìn Tô Yên đang hôn mê, đáy mắt vô cùng tiêu điều. Trong bệnh viện. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Phòng bệnh VIP. Cả tầng này đều đã được Lục Cận Phong bao trọn. Tô Yên phát sốt, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ là tạm thời hôn mê chưa tỉnh dậy. Lời của bác sĩ khiến sắc mặt của Lục Cận Phong hơi dịu đi một chút. Anh ngồi ở bên giường bệnh của Tô Yên, trong ánh mắt tràn đầy sự dịu dàng. Vạn Nhất đi vào, lão đại, Hạ Vũ đã xét hỏi hai người bắt cóc cô Tô, kết quả rất ngoài dự đoán. Mắt Lục Cận Phong lạnh đi, người sau lưng là ai? Không phải là người nhà họ Lục, mà là nhà họ Chu, Chu Hoàng Long. Vạn Nhất cũng rất bất ngờ với kết quả này, đúng rồi, còn điều tra được một tin tức khiến người khác không ngờ được, đó là Tần Phương Linh lại là người tình của Chu Hoàng Long, cô Tô bị bắt cóc chắc hẳn là có liên quan đến Tần Phương Linh. Có Chu Hoàng Long chống lưng, cũng khó trách Tần Phương Linh lại ngạo mạn như vậy. Lục Cận Phong cũng rất bất ngờ, đầu mày lập tức lạnh đi, cho dù là ai, nếu dám làm tổn thương cô ấy thì là đâm đầu vào chỗ chết. Lão đại, giết địch 1.000 tổn thương 800, Vạn Nhất mau chóng khuyên, với khả năng của nhà họ Lục, đúng là có thể chống lại nhà họ Chu, nhưng chúng ta cũng sẽ tổn thất nghiêm trọng, lỡ làm lớn chuyện thì sẽ chỉ khiến cô Tô rơi vào tình cảnh nguy hiểm mà thôi. Nhà họ Chu là một trong 4 gia tộc lớn tại Đế Đô, có bối cảnh hơn 100 năm, muốn lay động cũng không phải là chuyện dễ dàng. Nhưng cũng không phải là không thể. Chỉ là nhà họ Lục cũng sẽ tổn thất nặng nề. Lục Cận Phong tung tin đồn ra ngoài rằng anh không sống được bao lâu nữa, là để nhổ đi những con sâu mọt của nhà họ Lục. Vốn dĩ sự xuất hiện của Tô Yên đã là một sự ngoài ý muốn, nếu Lục Cận Phong vì Tô Yên mà thay đổi kế hoạch lần nữa, loạn trong giặc ngoài, vậy thì hậu quả sẽ rất phiền phức. Lục Cận Phong suy tính một lúc, nắm tay của Tô Yên trong tay mình, đôi mắt sâu thẳm lướt qua sự lạnh lùng, chặt đứt một chân của Chu Kiệt. Chu Kiệt là đứa con mà Chu Hoàng Long yêu thương nhất. Lão đại, nếu làm như vậy thì sẽ kết thù với nhà họ Chu đấy. Ánh mắt của Lục Cận Phong lạnh lùng liếc Vạn Nhất một cái, là do nhà họ Chu kết thù với Lục Cận Phong tôi, một cái chân chỉ là lợi tức mà thôi. Vạn Nhất biết, đây đã là sự nhượng bộ cuối cùng của Lục Cận Phong, nếu không với tính cách của anh, có lẽ đã thật sự xảy ra án mạng rồi. Tô Yên đang hôn mê, không hề biết Lục Cận Phong đang nổi giận vì cô, báo thù cho cô. Một chân chỉ là chút lợi tức mà thôi. Làm sao có thể bù đắp cho việc Tô Yên rơi xuống nước suýt nữa đã mất mạng chứ? Chỉ trong vòng 3 tiếng ngắn ngủi, giá thị trường của tập đoàn Chu Thị bỗng nhiên bốc hơi mất 10 tỷ. Nhà họ Tô, Tần Phương Linh đang đắp mặt nạ đợi tin tức, nghe thấy chuông điện thoại vang lên, bà ta vui vẻ nghe máy. Hoàng Long, đã xong việc chưa? Con nhóc Tô Yên đã chết rồi chứ? Rốt cuộc sau lưng Tô Yên có người nào chống lưng vậy? Người anh phái đi không có ai trở về cả. Trước đó anh vừa cho người đi bắt cóc Tô Yên, bây giờ Chu Kiệt đã bị người ta chặt đứt một chân, công ty lại bị tấn công trên nhiều phương diện, thiệt hại mất 10 tỷ rồi. Ở bên kia điện thoại, Chu Hoàng Long nổi trận lôi đình. Nụ cười của Tần Phương Linh cứng lại, bị dọa đến ngây người, Hoàng Long, sao có thể, Tô Yên làm gì có ai chống lưng? Có phải là Chu Kiệt đã đắc tội ai rồi không? Nếu Tô Yên thật sự có người chống lưng, thì sao có thể bị em đuổi ra khỏi nhà được? Chu Hoàng Long hỏi, hôm nay em nói cậu cả nhà họ Lục đến nhà họ Tô là vì chuyện gì?
Em cũng không biết, cậu cả nhà họ Lục và ông Tô vào thư phòng nói chuyện. Tần Phương Linh vội nói, nhưng chắc chắn không phải là nhà họ Lục chống lưng cho Tô Yên đâu. Tô Yên bỏ trốn trong hôn lễ, cậu cả nhà họ Lục không truy cứu chuyện này đã là may mắn lắm rồi. Chu Hoàng Long im lặng một lúc, ông ta từng nghĩ đến nhà họ Lục, nhưng ông ta biết người nắm quyền của nhà họ Lục không sống được bao lâu, gần như là không ra ngoài, không lộ mặt, cũng đã hủy hôn với nhà họ Tô. Một Tô Yên nho nhỏ không đủ để khiến nhà họ Lục kết thù với nhà họ Chu. Nên Chu Hoàng Long mới gọi điện thoại hỏi Tần Phương Linh xem có phải sau lưng Tô Yên còn có người nào không. Sắp tới em an phận chút cho anh, đừng có đi chọc vào Tô Yên, anh muốn xem coi sau lưng cô ta có người nào. Được được, Tần Phương Linh làm gì dám nói gì nữa, Hoàng Long, Chu Kiệt không có chuyện gì lớn chứ, ở bệnh viện nào, để em qua thăm nó. Em đến làm gì, trông Tô Vân cho tốt vào, bảo nó an phận làm bà sở của nó đi. Chu Hoàng Long nói xong thì cúp máy. Sắc mặt của Tần Phương Linh rất khó coi. Lúc này, Tô Vân đi vào, mẹ, sao rồi? Chú Chu Thuận Lợi chứ? Xảy ra chuyện rồi, sắc mặt của Tần Phương Linh trắng bệch, Tô Yên chưa chết, chân của Chu Kiệt thì bị chặt đứt rồi, chú Chu của con đang nổi giận kia kìa. Chu Kiệt bị chặt đứt chân, sắc mặt Tô Vân tỏ vẻ vui mừng, đúng là đáng đời. Anh ta là con trai chú Chu thương nhất, bây giờ bị chặt đứt chân, vậy chú Chu sẽ thương con hơn một chút. Nói không chừng cuối cùng sẽ cho con gia tài của nhà họ Chu, để con nhận lại tổ tiên. Tiểu Vân, Tần Phương Linh mau chóng bịt miệng Tô Vân lại, cảnh giác nhìn ra ngoài cửa, đóng cửa lại, cẩn thận phòng bên cạnh có người nghe thấy. Mẹ, mẹ sợ gì chứ? Tô Vân nói, mẹ, nhà họ Tô sắp phá sản rồi, mẹ phải tìm đường lui của bản thân, cô chủ của nhà họ Tô làm sao vinh dự bằng cô chủ của nhà họ Chu, trước kia chú Chu đã đồng ý với con sẽ để con nhận lại tổ tiên. Tiểu Vân, chuyện này không dễ dàng vậy đâu. Tần Phương Linh sáng suốt hơn Tô Vân. Bà ta làm người tình của Chu Hoàng Long nhiều năm như vậy, vẫn luôn lén lút, đến Tô Vân cũng không thể nhận lại tổ tiên, chỉ có thể mang họ Tô. Chỉ đáng tiếc, năm đó bà ta không sinh ra con trai, mà là con gái. Chú Chu thương con như vậy, con lại chảy dòng máu của nhà họ Chu, nhận lại tổ tiên cũng là chuyện sớm muộn. Tần Phương Linh thấy Tô Vân mong chờ như vậy. Bà ta cũng không nhẫn tâm nói lại nguyên văn lời của Chu Hoàng Long. Mẹ, đúng rồi, con nhỏ Tô Yên đó sao rồi? Không biết, người mà chú Chu của con phái đi đều không có ai quay về. Tần Phương Linh nhớ ra một việc, hỏi Tiểu Vân, trước kia con nói Tô Yên có bạn trai, con tặng cho nó một vòng tay trái tim nữ thần trị giá 800 vạn, người bạn trai đó có lai lịch gì, con có biết không? Tô Vân khinh thường nói, đó chỉ là một tên nghèo kiết xác, trên người toàn mặc hàng vỉa hè. Lái chiếc xe mười mấy vạn, làm gì tặng nổi vòng tay đắt như thế? 80% là Tô Yên nói dối, vòng tay đó chắc chắn là giả, chắc là Andy nhìn nhầm thôi. Tô Vân hoàn toàn không tin vòng tay đó là thật, cho dù là thật, vậy thì chắc chắn cũng là do Tô Yên bán thân cho tên nhà giàu mới nổi nào để mua. Tô Yên tỉnh lại đã là sáng ngày hôm sau. Sau khi hết sốt, cả người cô không có chút sức lực. Khi mở mắt ra, cô nhìn thấy lá cây ngoài cửa sổ. Ánh sáng mặt trời nhảy nhót lên lá cây, có ảo giác là đã rất nhiều năm rồi. Cổ họng vô cùng khó chịu, Tô Yên ho khan vài tiếng, lúc này cô mới ý thức được mình vẫn còn sống, không bị chết chìm. Trong đầu Tô Yên nhớ lại những chuyện tối qua, sau khi rơi xuống nước, hình như cô nghe thấy giọng của Lục Cận Phong. Chẳng lẽ là anh đã cứu cô? Tiếng động trong phòng đã kinh động đến người bên ngoài, Lục Cận Phong đẩy cửa vào, thấy Tô Yên tỉnh rồi, trong lòng anh vô cùng vui mừng. Yên Yên, em tỉnh rồi à? Lục Cận Phong đỡ cô ngồi dậy, quan tâm nói, có chỗ nào không thoải mái không? Tô Yên nhìn Lục Cận Phong, vành mắt đột nhiên đỏ lên, trong lòng rung động, cô nhào vào ngực anh. Tối qua suýt nữa cô đã chết rồi. Bây giờ nghĩ lại, cô vẫn thấy vô cùng sợ hãi. Lục Cận Phong ôm Tô Yên vào lòng, dịu giọng nói, có anh ở đây, không cần sợ. Anh cảm nhận được Tô Yên ở trong ngực anh đang run rẩy. Tối qua nhất định là cô đã rất sợ hãi. Khoảnh khắc này, đáy lòng Lục Cận Phong có một suy nghĩ mãnh liệt trước giờ chưa từng có, đó là anh muốn bảo vệ cô gái trong lòng, cả đời này. Tô Yên nắm chặt quần áo của Lục Cận Phong, hít hít mũi. Sau khi cảm xúc từ từ dịu đi, cô mới rời khỏi ngực anh. Những năm này, dù cho xảy ra chuyện gì cũng đều là cô một mình gánh vác, đây là lần đầu tiên có người nói với cô rằng, không cần sợ. Sao anh tìm được em? Lục Cận Phong đã nghĩ ra lý do từ trước, anh gọi điện thoại cho em, điện thoại em tắt máy,
anh có cảm giác em xảy ra chuyện, nên lập tức báo cảnh sát, là cảnh sát tìm thấy em, nhưng bọn cướp bắt cóc em thì đã chạy mất rồi. Lục Cận Phong nói với Tô Yên một cách tự nhiên, từ bây giờ, hai tên cướp đó sẽ biến mất khỏi đế đô này. Tô Yên không dám tưởng tượng, nếu Lục Cận Phong không đi tìm cô, vậy có phải cô đã chết rồi không? Sống sót sau tai nạn. Tô Yên không nghĩ kỹ lời Lục Cận Phong nói là thật hay giả. Cô cảm nhận được sự ấm áp chưa từng có ở anh. Sau khi cô rơi xuống nước, hình như có người cũng nhảy xuống theo, hôn lên môi cô. Lục Cận Phong, anh đối xử với em tốt như vậy, lỡ sau này em không rời xa anh được thì phải làm sao đây? Trải qua chuyện của Sở Hướng Nam, Tô Yên không dám trao hết tim mình nữa. Nhưng Lục Cận Phong đối xử với cô quá tốt. Cô giống như đứa nhỏ chưa từng ăn qua kẹo, được thử chút vị ngọt thì không cai được nữa. Bé ngốc, nghĩ cái gì đấy? Lục Cận Phong gõ lên mũi Tô Yên một cái, trong mắt tràn đầy sự yêu chiều, em đã là người phụ nữ của anh, trừ khi Lục Cận Phong anh chết đi, nếu không thì cả đời này em cũng đừng hòng rời khỏi anh. Nghe thấy chữ chết, Tô Yên vô thức che miệng anh lại, không được nói lung tung. Lục Cận Phong cười nắm lấy tay cô, để bên môi, hôn nhẹ một cái. Lòng bàn tay truyền đến cảm giác ngứa ngáy, hai má Tô Yên đỏ lên. Lúc này, y tá mang thuốc vào, cô Tô, đến giờ uống thuốc rồi. Tô Yên đỏ mặt rút tay về, chừng Lục Cận Phong một cái. Nụ cười trên mặt Lục Cận Phong càng rộng hơn. Y tá để thuốc lại, dặn dò vài câu rồi đi ra. Tô Yên sợ nhất là uống thuốc, nhìn thấy thuốc thì sợ có thể không uống không. Đắng lắm. Không được, Lục Cận Phong rót ly nước cho cô, thuốc đắng dã tật. Tô Yên nhíu mày, cầm lấy thuốc, hạ quyết tâm rồi bỏ vào miệng, mau chóng uống nước, trong miệng vẫn toàn mùi đắng. Không đợi mùi đắng trong miệng cô tan đi thì đã nghe thấy Lục Cận Phong nói, mở miệng. Tô Yên vô thức mở miệng, còn chưa kịp phản ứng, Lục Cận Phong đã ngậm kẹo trong miệng rồi hôn lên môi cô. Chương 17. Một cảm giác mềm mại trên môi. Nhưng trong miệng lại có vị ngọt, như có đường từ từ tan ra trong miệng, Tô Yên cảm thấy như từng tế bào đều đang đắm chìm trong lọ mật. Dù cả hai đã làm chuyện thân mật nhất rồi, nhưng một nụ hôn vẫn khiến tim họ đập loạn nhịp. Sắc mặt Tô Yên nhanh chóng ửng hồng, thân thể nóng bừng lên. Lục Cận Phong chịu đựng có chút khó chịu, anh buông cô ra, giọng nói khàn khàn, quả là một tiểu yêu tinh, thật sự rất muốn làm em. Nếu như không phải đang ở trong bệnh viện, Tô Yên vừa hạ sốt. Lục Cận Phong thực sự rất muốn yêu thương cô một trận. Anh tự đánh giá mình có sức kiềm chế rất cao, nhưng ở chỗ của Tô Yên, anh không có hề chút sức kiềm chế nào cả. Cô giống như một đóa hoa anh túc chí mạng, khiến người ta nghiện ngập. Tô Yên không hề nghi ngờ lời nói của Lục Cận Phong. Về phương diện đó, người đàn ông này dũng mãnh như thế nào, cô đã từng được mở mang kiến thức. Tô Yên vừa xấu hổ vì những lời yêu đương lộ liễu của Lục Cận Phong. Vừa cảm động trước sự kiềm chế của anh. Nhìn thấy anh chịu đựng rất khổ sở, Tô Yên nở nụ cười, nhéo nhéo cằm Lục Cận Phong, khiêu khích nói, ai sợ ai chứ? Nói rồi, Tô Yên chủ động quàng tay qua cổ anh, bàn tay như thiêu đốt lửa trên cơ thể anh. Tô Yên cũng rất ngạc nhiên trước sự chủ động của mình. Nhưng lúc này, cô cảm thấy đau lòng khi anh phải chịu đựng rất khổ sở. Lục Cận Phong giật mình. Đây là lần đầu tiên Tô Yên chủ động thân mật với anh đến vậy trong lúc đang tỉnh táo. Trong lòng Lục Cận Phong vui mừng khôn xiết, kích động nói thầm Yên Yên. Đừng nói nhảm nữa, Tô Yên chui vào trong lòng anh, thêm lát nữa em sẽ nuốt lời đấy. Lục Cận Phong cười, hôn lên trán Tô Yên, nhưng không hề tiếp tục, nợ lại đã, hẹn ngày khác sẽ làm em hài lòng. Cô vừa mới hạ sốt, anh sợ cô không chịu nổi. Mặt Tô Yên càng đỏ hơn. Câu này nói ra như thể cô rất đói khát vậy. Lão đại, em. Vạn Nhất vội vàng đi tới, nhìn thấy cảnh tượng trong phòng, vội vàng che mắt lại, em không nhìn thấy cái gì cả, hai người tiếp tục đi. Vạn Nhất vội vàng lui ra, đóng cửa lại, rồi mới vỗ vỗ ngực, thật sự là quá nguy hiểm rồi, may là anh ta phản ứng nhanh như chớp. Lục Cận Phong ngồi dậy khỏi người Tô Yên, bình thản chỉnh trang lại quần áo, em nghỉ ngơi một chút trước đi. Tô Yên kéo chăn lên che hết đầu lại, thực là xấu hổ đến chết mất mà. Cũng may là vừa rồi không làm gì, nếu không bị bắt gặp thì lúc đó mới gọi là xấu hổ. Lục Cận Phong liếc nhìn Tô Yên đang trốn dưới chăn, mỉm cười rồi bước ra ngoài. Vạn Nhất đang chờ ở hành lang, nhìn thấy nhanh như vậy mà Lục Cận Phong đã đi ra, vô cùng kinh ngạc, lão đại, nhanh như vậy đã kết thúc rồi à? Không phải chứ,
sức chiến đấu của lão đại yếu đến như vậy sao? Khi ánh mắt lạnh lùng của Lục Cận Phong lướt qua, Vạn Nhất lập tức im bặt. Có chuyện gì vậy? Ông cụ bảo anh trở về một chuyện, chắc là ông cụ đã biết chuyện tối qua rồi. Ừm, mặt Lục Cận Phong không chút biểu cảm nói, biết rồi. Tối hôm qua anh gây ra chuyện lớn như vậy, chắc chắn là không thể qua mặt được ông cụ. Bây giờ Tô Yên đã hết sốt rồi, anh phải quay lại giải thích rõ ràng với ông cụ. Lục Cận Phong lấy lý do là đã xảy ra chuyện nên bảo Tô Yên ở lại bệnh viện chờ anh trở về. Lục Cận Phong vẫn không yên tâm, lại để Vạn Nhất ở lại cùng. Điện thoại di động của Tô Yên bị bọn bắt cóc ném đi rồi, Lục Cận Phong bảo Vạn Nhất mua một cái khác cho cô. Tô Yên lập tức gọi điện thoại cho Tô Đình Nghiêm, tôi thông báo cho ông biết, lần này, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Tần Phương Linh nữa, tôi và bà ta đã kết thù với nhau rồi. Nói xong, Tô Yên cúp máy. Cô chỉ thông báo một tiếng cho Tô Đình Nghiêm biết mà thôi. Vụ bắt cóc này chắc chắn là có liên quan đến Tần Phương Linh. Vừa rồi tuy cô không hỏi về vụ bắt cóc ở trước mặt Lục Cận Phong, chẳng qua là vì cô không muốn Lục Cận Phong phải dính vào. Lục Cận Phong chỉ là một tài xế chạy xe trực tuyến, sao anh có thể đối đầu với Tần Phương Linh được? Đây là ân oán giữa cô với Tần Phương Linh, cô sẽ tự mình giải quyết. Tập đoàn Tô Thị. Tô Đình Nghiêm nhìn chằm chằm điện thoại hồi lâu mới định thần lại, không biết Tần Phương Linh đã làm gì, hiện tại ông ta đang sứt đầu mẻ chán với việc xoay dòng tiền vốn của công ty. Tô Yên cảm thấy thân thể không có vấn đề gì, liền đi xuống đi dạo xung quanh bệnh viện. Cả tầng lầu đều rất yên tĩnh, các phòng bệnh khác đều không có người. Tô Yên đi dạo trên hành lang, Vạn Nhất từ bên ngoài đi vào, cô Tô, cô có đói bụng không, có muốn ăn chút gì không? Không cần đâu, Tô Yên không thèm ăn, cũng ngại làm phiền người khác, anh Vạn, anh đã quen Lục Cận Phong bao lâu rồi? Tô Yên không hiểu biết nhiều về Lục Cận Phong cho lắm, vì vậy cô muốn dò hỏi từ Vạn Nhất. Vạn Nhất ngoan ngoãn đáp lại, thật sự cũng không nhớ là đã quen biết được bao lâu, dù sao thì cũng đã lâu rồi, lão đại là người rất tốt, cô Tô, cô đi theo anh ấy chắc chắn là lựa chọn đúng đắn nhất. Con người của anh ấy thực sự rất tốt. Cho tới nay, Tô Yên cũng chưa tìm ra được điểm nào không tốt của Lục Cận Phong, mà này, anh Vạn, tại sao anh lại gọi anh ấy là lão đại? Vạn Nhất nói bừa với điệu bộ nghiêm túc, bởi vì trong nhà lão đại là anh cả, nên mọi người đều gọi như vậy. Lục Cận Phong còn có anh chị em sao? Tô Yên nghi ngờ, nhưng anh ấy nói với tôi rằng trong nhà không có anh chị em nào cả. Tim Vạn Nhất đập thình thịch. Bất cẩn rồi. Quả thật Lục Cận Phong không có anh chị em ruột, nhưng có rất nhiều anh em cùng cha khác mẹ, hơn nữa ai nấy cũng đều là kẻ lòng lang dạ thú. Vạn Nhất nhanh chóng phản ứng lại, cười nói, ý tôi là anh chị em họ. Ồ! Vạn Nhất vội vàng đánh trống lảng, cô Tô, hay là ra ngoài mua chút đồ ăn cho cô nhé? Cô vừa mới hạ sốt, tôi mua ít cháo loãng cho cô nhé. Nếu như tiếp tục hỏi, nói không chừng sẽ bị bại lộ mất. Vậy thì làm phiền anh Vạn rồi. Tô Yên cũng không tiện từ chối nữa. Tô Yên ở trong bệnh viện vô cùng buồn chán, lúc này An Hinh gọi điện thoại cho cô, biết chuyện cô nhập viện, chưa đến nửa tiếng đã đến rồi. Tô Yên, có chuyện gì thế, mới xa nhau có một ngày mà cậu đã nhập viện rồi. Tô Yên cười cười, nếu không phải là mình có mạng lớn thì suýt chút nữa cậu đã không gặp được mình nữa rồi. An Hinh lo lắng nói, có chuyện gì vậy? Đối với An Hinh, Tô Yên không có gì phải giấu giếm, nên đã kể đại khái chuyện đã xảy ra tối hôm qua cho cô ấy nghe. An Hinh nghe mà kinh hồn bạt vía và tức giận vô cùng, thật sự là do Tần Phương Linh làm sao? Đến cả chuyện bắt cóc cũng có thể làm ra được, thật là độc ác quá mà, Tô Yên, cậu không sao chứ? Không sao đâu. Tô Yên chế nhạo, Tần Phương Linh đã tặng mình hết đại lễ này đến đại lễ khác, mình phải đáp lễ lại đàng hoàng, có qua có lại mới toại lòng nhau. Nếu cần gì giúp đỡ thì cứ lên tiếng. An Hinh rất là nghĩa khí, mình đã không ưa mẹ kế của cậu từ lâu rồi. Được, đến lúc đó thật sự rất cần cậu giúp đỡ đấy. Trong đầu Tô Yên đã có sẵn kế hoạch rồi. Đang nói chuyện thì chuông điện thoại của Tô Yên vang lên, là Tô Đình Nghiêm gọi đến. Tô Yên trực tiếp cúp máy. Tô Đình Nghiêm lại bấm gọi lại. Tô Yên nghe máy, giọng điệu lạnh lùng, có chuyện gì? Cha đang ở dưới lầu công ty con xuống đây một chuyến đi. Giọng điệu của Tô Yên cũng rất lạnh lùng, có vẻ ra lệnh, không hề có cảm xúc gì. Tô Yên vừa nghe thấy Tô Đình Nghiêm vậy mà lại đến công ty làm việc của mình thì vô cùng ngạc nhiên, nhưng giọng điệu ra lệnh đó khiến cô rất khó chịu. Không rảnh. Tô Yên lạnh lùng đáp lại hai từ. Cánh đã cứng cáp rồi đúng không?
Di tần của con đích thân gọi cha bảo cha đến đón con về cùng nhau ăn trưa, con đừng có mà không biết phải trái. Tần Phương Linh bảo cô về nhà ăn trưa à? E rằng đây là hồng môn yến rồi. Không đi. Tô Yên nói xong liền cúp máy. Ở lại bệnh viện một lúc, An Hình có việc phải đi trước, Tô Yên tiễn cô ấy đến cổng bệnh viện, tình cờ gặp Lục Cận Phong từ bên ngoài trở về. Lục Cận Phong nhìn thoáng qua đã thấy Tô Yên, xuống xe đi về phía Tô Yên, Yên Yên, sao lại ra đây? Tiễn bạn em, nhân tiện, em giới thiệu một chút, đây là bạn thân nhất của em, An Hình. Tô Yên giới thiệu, Hình Hình, đây là bạn trai mình, Lục Cận Phong. Khi An Hình nhìn thấy Lục Cận Phong, hai mắt sáng ngời, vẻ mặt mê trai, oa, thật là đẹp trai. Bạn trai, Lục Cận Phong, An Hình phản ứng lại, cậu có bạn trai khi nào vậy? Lục Cận Phong, anh là cậu cả Lục, Lục Cận Phong, mẹ ơi, không phải người ta đồn rằng anh bị hủy dung, què chân sao? Sao lại trông đẹp trai như vậy? Tô Yên cười giải thích, đây không phải là cậu cả Lục, chỉ là cùng tên cùng họ thôi, cậu nhìn anh ấy xem, ngoại trừ tên giống nhau thì có chỗ nào giống cậu cả Lục đâu chứ? Lục Cận Phong đứng bên cạnh Tô Yên khóe miệng nở nụ cười. An Hình nhìn kỹ lại, ngượng ngùng cười nói, cũng đúng ha, làm mình sợ muốn chết, Tô Yên, vừa rồi mình còn tưởng rằng cậu đã thật sự đến với cậu cả Lục quỷ đoàn mệnh đó rồi đấy, không phải là tốt rồi. Quỷ đoàn mệnh à? Lục Cận Phong. Nể mặt đó là bạn của Tô Yên, Lục Cận Phong cười ôn hòa phụ họa theo, chỉ là cùng tên họ thôi, cảm ơn cô có thể đến thăm Yên Yên, đợi đến khi Yên Yên xuất viện, chúng ta cùng nhau dùng bữa nhé. Được thôi, vậy thì tôi sẽ không khách sáo đâu, tôi ghi nhớ bữa cơm này rồi đấy. An Hình cười rồi nói nhỏ với Tô Yên, người bạn trai này không tồi, biết cách cư xử, tính tình tốt, sau này sẽ tra khảo cậu làm sao mà quen được. Tô Yên liếc Lục Cận Phong, cười nói, Hình Hình, không phải là cậu có việc sao? Vừa nhắc nhở, An Hình mới nhớ tới, đúng rồi, mình phải mau chóng đi thôi, gặp lại sau nha. Sau khi An Hình rời đi, Tô Yên và Lục Cận Phong quay trở lại phòng bệnh, đúng lúc y tá nói rằng đã có báo cáo kiểm tra rồi. Vừa nghe đã có báo cáo kiểm tra rồi, Tô Yên không khỏi lo lắng. Cô đã từng sinh con, lỡ như kiểm tra ra, Lục Cận Phong biết, có phải là sẽ không cần cô nữa không? Tô Yên muốn ngăn Lục Cận Phong lại, nhưng cô còn chưa kịp lên tiếng, Lục Cận Phong đã nói, Yên Yên, em về phòng bệnh trước đi, anh đi lấy báo cáo là được rồi. Lục Cận Phong. Tô Yên vẫn còn đang nói, Lục Cận Phong đã đi đến phòng làm việc của bác sĩ rồi. Lục Cận Phong đi tới đó trong khoảng hơn 10 phút, lúc đó Tô Yên đứng ngồi không yên, lòng bàn tay lạnh toát. Khi ở cùng Sở Hướng Nam, cô cũng rất lo lắng bí mật này sẽ bị bại lộ, nhưng cô chưa từng sợ hãi như ngày hôm nay. Cô sợ sẽ mất đi Lục Cận Phong. Nghĩ đến đây, ngay cả bản thân Tô Yên cũng cảm thấy không thể tin được. Cô ở bên Lục Cận Phong chưa đến một tháng, nhưng đã quen rồi, thậm chí còn sợ đánh mất. Tô Yên đang đi đi lại lại trong phòng bệnh. Vừa định đi ra ngoài tìm Lục Cận Phong thì cô lại đụng phải Vạn Nhất từ bên ngoài trở về. Cô Tô, cô đi đâu vậy? Vạn Nhất rất biết quan sát sắc mặt của người khác, sao sắc mặt cô lại khó coi như thế này? Tôi đi vệ sinh, Tô Yên nói dối, bụng có hơi khó chịu. Cô đã cố gắng che giấu nó. Khi đã nói dối một lần thì phải cần dùng vô số lời nói dối khác để che đậy nó. Giống như lăn một quả cầu tuyết vậy, cuối cùng càng lăn sẽ càng lớn. Có Vạn Nhất ở đây. Tô Yên đành phải đi vào nhà vệ sinh, cô nhìn chính mình trong chiếc gương, sắc mặt quả thực không được tốt cho lắm. Tô Yên thở dài một hơi, đã chuẩn bị tâm lý xong rồi. Nếu Lục Cận Phong biết cô đã từng sinh con mà không thể chấp nhận thì cô sẽ buông tay. Tô Yên ở trong nhà vệ sinh một lúc, cũng đã nghĩ xong lý do thoái thác luôn rồi, khi cô thấp thỏm quay trở về phòng bệnh thì nhìn thấy Lục Cận Phong đã trở về và đang thu dọn đồ đạc. Trong lòng Tô Yên có hơi lạnh, xem ra anh đã biết rồi. Cho nên mới gấp rút thu dọn đồ đạc chuẩn bị chia tay với cô sao. Chương 18. Lục Cận Phong, Tô Yên lấy hết can đảm, nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Lục Cận Phong, hạ quyết tâm, em biết rằng nếu đổi lại là ai cũng không thể nào chấp nhận được, nếu như anh muốn chia. Đã thu dọn đồ đạc xong rồi, chúng ta về nhà thôi. Lục Cận Phong xoay người lại, trên lông mày vẫn mang theo ý cười, Yên Yên, em xem còn thứ gì quên lấy không. Tô Yên có chút bối rối, Lục Cận Phong, anh đang. Chẳng lẽ không phải là chia tay sao? Bác sĩ nói em không sao, có thể xuất viện được rồi. Lục Cận Phong cười nói, anh đã làm xong thủ tục xuất viện, bây giờ chúng ta về nhà thôi. Về nhà sao?
Tô Yên không có nhà. Cô phải trở về nhà nào? Nhà họ Tô? Hay căn phòng trọ? Chắc là đã thu dọn hết rồi. Lục Cận Phong nhìn thấy Tô Yên đang ngây ngốc, mỉm cười đi tới nắm tay cô, đi thôi. Tô Yên nhìn anh, Lục Cận Phong, bác sĩ còn nói gì nữa không? Còn gì nữa sao? Lục Cận Phong tươi cười nhìn cô. Chẳng lẽ Lục Cận Phong vẫn chưa biết sao? Bác sĩ không nói à? Tô Yên nghĩ đến việc bác sĩ có trách nhiệm bảo vệ quyền riêng tư của bệnh nhân, có lẽ là Lục Cận Phong thật sự không biết. Nhưng sau chuyện vừa rồi Tô Yên đã biết trên đời này không có bí mật nào mà không bị bại lộ, nếu như bí mật này sớm muộn gì cũng sẽ bại lộ, vậy thì nên lựa chọn trước khi tình cảm sâu đến mức không thể buông bỏ. Tô Yên rút tay về, tim đập rất nhanh, căng thẳng vô cùng, nhưng vẻ mặt lại bình tĩnh nói, Lục Cận Phong, có chuyện này em muốn nói với anh, 5 năm trước. Được rồi. Lục Cận Phong ngắt lời cô, cười ôm cô vào lòng, sau này có anh ở đây, đảm bảo là sẽ không để em bị bệnh đến mức phải nhập viện nữa đâu. Lục Cận Phong cưng chiều vuốt ve tóc Tô Yên, đi thôi. Dưới ánh mắt dịu dàng của Lục Cận Phong, những lời đã đến đầu môi của Tô Yên lại bị nuốt ngược vào trong, giây phút đó sự tự ti cũng đã cắm rễ vào lòng cô. Cô cũng nhận thức được rằng giữa cô và Lục Cận Phong đã có vết nứt, bất cứ lúc nào cũng có thể khiến hai người tan vỡ. Tô Yên không nói gì thêm nữa, để mặc Lục Cận Phong dẫn cô ra khỏi bệnh viện, giống như không có chuyện gì xảy ra. Sau khi lên xe, Tô Yên buột miệng hỏi một câu, anh Vạn đâu? Cậu ấy có việc về trước rồi. Lục Cận Phong khởi động xe, Yên Yên, em có đói không? Anh đưa em đi ăn chút gì trước nhé. Không đói, em muốn về phòng trọ ngủ một giấc. Tô Yên quả thực không đói, Vạn Nhất đã mua đồ ăn cho cô rồi. Được. Lục Cận Phong cũng không nói gì thêm. Về đến căn phòng trọ, Tô Yên thật sự ngủ mất. Có lẽ là vì uống thuốc nên có hơi buồn ngủ. Đây là lần đầu tiên Lục Cận Phong đến nhà trọ của Tô Yên, đây là một căn hộ một phòng ngủ, phòng khách thông với phòng ngủ, ngăn cách với nhau bằng một bức bình phong, phòng bếp cũng ở sát bên, cả căn phòng không tới 30 mét vuông. Rất nhỏ, nhưng rất gọn gàng và ấm áp. Có sự ấm áp của gia đình. Lục Cận Phong ngồi trên ghế sofa, liếc nhìn Tô Yên qua khe hở của bức bình phong. Nhìn thấy dáng vẻ say sưa ngủ của Tô Yên, Lục Cận Phong chợt động lòng, liền đi tới. Tô Yên vẫn chưa ngủ sâu, cô nghe thấy âm thanh Lục Cận Phong bước đến gần, cũng cảm nhận được giường lún xuống một mảng. Lục Cận Phong leo lên giường, đến khi cô mở mắt ra, khuôn mặt của Lục Cận Phong đã gần trong gang tấc rồi. Nhịp tim của Tô Yên đột nhiên tăng nhanh, mặt cũng nóng bừng lên, anh làm gì vậy? Ánh mắt sâu thẳm của Lục Cận Phong nhìn cô chăm chú. Đưa tay lên dịu dàng gạt đi phần tóc lộn xộn trên trán cô, giọng nói ôn nhu mê người, Yên Yên, sinh con cho anh đi. Trước hôm nay, Lục Cận Phong chưa từng nghĩ đến việc có con, nếu một người đàn ông quyết định có con, thì chính là đã nhận định người phụ nữ này rồi. Trải qua chuyện lần này suýt chút nữa là đã mất đi Tô Yên, Lục Cận Phong đột nhiên nảy ra suy nghĩ này. Trong ngôi nhà ấm cúng dường như thiếu điều gì đó. Tô Yên giật mình, kinh ngạc nhìn Lục Cận Phong. Đồng thời từ đáy lòng cô xuất hiện vô số sự cảm động và sợ hãi. Tại sao Lục Cận Phong đột nhiên nhắc tới trẻ con? Sinh con sao? Khóe miệng Lục Cận Phong hơi nhếch lên, có chút tà mị, chúng ta sẽ sinh một đứa con gái, xinh đẹp dịu dàng giống như em vậy. Cô dịu dàng ở chỗ nào chứ? Cô không hề liên quan gì đến dịu dàng chút nào hết đấy, được không? Tô Yên bắt gặp ánh mắt nghiêm túc kia, trong lòng chợt chột dạ. Cô quay mặt đi. Vẻ mặt rất bình tĩnh, còn sớm quá, em không muốn có con. Lục Cận Phong khẽ nhíu mày, cảm thấy có chút thất vọng, nhưng nghĩ đến việc bọn họ chỉ mới hẹn hò chưa được bao lâu, hơn nữa Tô Yên vẫn chưa hoàn toàn mở lòng với anh. Anh đã có hơi gấp rút rồi rồi. Được rồi, nghe theo em. Lục Cận Phong ôm lấy Tô Yên không nói gì nữa. Nép mình trong vòng tay của Lục Cận Phong, Tô Yên nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, sự lo lắng và tự ti trong lòng cô lại xuất hiện. Những ngày sau đó, Tô Yên tịnh dưỡng ở nhà. Lục Cận Phong ngày nào cũng đem đồ ăn đến cho Tô Yên, đi dạo cùng cô sau bữa ăn, nhìn hai người giống như một cặp đôi đang yêu đương mặn nồng, nhưng Lục Cận Phong mơ hồ cảm thấy Tô Yên đang từ từ xa lánh anh, giữ khoảng cách với anh. Nghỉ ngơi một tuần, Tô Yên quay lại công ty làm việc, lúc trước bởi vì chuyện vòng đeo tay cô đã đắc tội với Trịnh Tố Tâm và Lưu Thịnh. Lưu Thịnh và Trịnh Tố Tâm gặp vấn đề về chuyện tình cảm. Ước mơ trở thành con rể ông chủ lớn của Lưu Thịnh e rằng sắp tan vỡ rồi. Bây giờ Lưu Thịnh hận Tô Yên đến mức nghiến răng nghiến lợi,
mỗi ngày đều sử dụng các thủ đoạn khác nhau để gây khó dễ Tô Yên, khiến Tô Yên phải tăng ca đến nửa đêm. Vì chiếc vòng tay 8 triệu, đồng nghiệp trong công ty cũng thầm suy đoán rằng có phải là Tô Yên đã thật sự quen được bạn trai nhà giàu rồi hay không. Đồng nghiệp chỉ là người ngoài cuộc, sẽ không quá thân thiết với Tô Yên, cũng không quá xa lánh, không đắc tội với bên nào, đây là đạo lý sinh tồn ở nơi làm việc. Thái Thanh Trúc khuyên nhủ, Tô Yên, hay là cô xuống nước với giám đốc Lưu đi, cô như vậy thì ngày nào cũng sẽ bị nhắm vào, ngày tháng sẽ rất khó khăn đấy. Không cần đâu, Tô Yên biết rất rõ cho dù cô có xuống nước thì cũng vô dụng, hơn nữa cô không hề sai, nên cũng sẽ không đi nhận lỗi. Thái Thanh Trúc thở dài, ra vẻ bí mật hỏi, Tô Yên, bạn trai của cô làm gì vậy? Đây không phải là người đầu tiên thăm dò bạn trai của Tô Yên rồi, Tô Yên cũng đã vài lần nghe tin được lời đồn trong công ty. Tô Yên đương nhiên biết tâm tư của Thái Thanh Trúc, mỉm cười, chỉ là một người bình thường lái xe trực tuyến mà thôi. Thái Thanh Trúc không tin, Tô Yên, cô cũng không nói thật với tôi à, cô không coi tôi là bạn bè sao, ngày hôm đó tôi còn lên tiếng cầu xin giúp cô. Tô Yên bất lực cười, thật sự không nói dối cô đâu, đây là sự thật. Cô cũng nể mặt Thái Thanh Trúc đã. Chương 19. Những lời tiếp theo, Tô Yên đơn giản chỉ là nói mò. Cô nào có thể có cách, cô chỉ muốn lừa Tô Đình Nghiêm ra ngoài, xem màn kịch hay. Kể từ lần trước Tô Yên không chịu trở lại nhà ăn tối, lại không liên lạc gì với nhà họ Tô, cũng ngạc nhiên là mẹ con Tần Phương Linh cũng không tìm đến mình gây chuyện. Tô Đình Nghiêm sứt đầu mẻ chán, nghe được Tô Yên có cách, không biết là thật hay là giả, đã nhanh chóng đồng ý, được, cha qua tìm con vẫn chưa tan làm đúng chứ. Cha, từ này thực sự rất mỉa mai, trở mặt cũng nhanh quá đấy. Không cần, tôi đưa địa chỉ cho ông trực tiếp qua đó là được. Tô Yên cúp máy rồi tự bắt taxi đến chỗ ăn, chính là nhà hàng biệt viện Tiểu Trù mà lần trước Lục Cận Phong đưa cô đến. Tô Yên không phải hội viên, không có tư cách vào, chỉ đành nhờ đến An Hinh. Lúc Tô Yên đến nơi, An Hinh đã đợi sẵn ở cửa, Tô Yên, ở đây, cậu đến rồi, mình vừa thấy mẹ kế cậu đi vào. Không vội, còn một vị khách quan trọng chưa đến. Ánh mắt Tô Yên giễu cợt, cười lạnh nói, đêm nay trả cho Tần Phương Linh chút tiền lời. An Hinh nghe được phấn khích, Tô Yên, cậu định làm gì? Phòng bao đã đặt xong rồi, là phòng Thủy Tiên. Đúng lúc này, một chiếc xe quen thuộc chạy tới. Tô Yên cười, trong lòng tràn đầy tính toán, sân khấu dựng xong rồi. Tô Yên kéo An Hinh đi trốn trước, đợi xe đến mới bước ra. An Hinh nhìn chằm chằm chiếc xe, vừa thoáng nhìn thấy người ngồi bên trong, càng thêm hoang mang, đó không phải là Chu Hoàng Long sao? Tô Yên, cuối cùng cậu đang diễn vở gì vậy? Tô Yên vỗ vai An Hinh nói, không phải vào là biết rồi sao? Có An Hinh ở đây, Tô Yên đi vào rất thuận lợi. Tô Yên đặc biệt để An Hinh đi trước, sau đó đặt một phòng bao bên cạnh phòng bao của Tần Phương Linh. Hai người vào phòng Thủy Tiên, Tô Yên hé cửa ra, tận mắt thấy Chu Hoàng Long đi vào phòng Hải Đường bên cạnh. An Hinh kinh ngạc nói, Tô Yên, không phải mẹ kế cậu đang ở phòng bên sao? Chu Hoàng Long đến tìm Tần Phương Linh làm gì? Một người là chủ tịch tập đoàn Chu Thị, một người là bà Tô, hai người này sao có thể có quan hệ gì được chứ, lẽ nào là? An Hinh không ngốc, đoán ra được, lẽ nào hai người này qua lại với nhau? Tô Yên liếm môi cười, hai người này lén lút qua lại nhiều năm rồi. Cụ thể bắt đầu từ khi nào Tô Yên cũng không biết, lúc trước cô làm gia sư hoặc làm việc bán thời gian đụng phải vài lần, sau đó lập tức cảm thấy có vấn đề. Tần Phương Linh cắm sừng cha cậu. An Hinh đặc biệt hào hứng, còn đợi gì nữa, nói chuyện này cho cha cậu, Tần Phương Linh đó chắc chắn bị quét ra khỏi nhà, nắm được cái thóp lớn như vậy, sao cậu không biết lợi dụng gì vậy? Tô Yên không phải không muốn vạch trần chuyện của Tần Phương Linh, nhưng Tần Phương Linh hành động quá bí mật, đối phương còn là Chu Hoàng Long, nếu như không bắt tận giường, Tô Đình Nghiêm chắc chắn cũng sẽ không tin, huống chi càng không dám tìm đối phương gây chuyện. Đến lúc đó Tần Phương Linh thổi chút gió bên gối, kẻ xui xẻo lại là cô. Lúc trước Tần Phương Linh đắc tội với nhà họ Phó, Tô Đình Nghiêm còn chẳng làm gì Tần Phương Linh, có thể thấy được địa vị của người phụ nữ này trong lòng Tô Đình Nghiêm ra sao. Không có bằng chứng xác thực, vô dụng thôi, Hinh Hinh, cậu đợi cha mình trong phòng bao trước, tớ sẽ tìm cơ hội vào phòng kế bên. Cậu sang phòng kế bên làm gì, vậy chẳng phải là rút dây động rừng sao? An Hinh kéo Tô Yên đến phía trước, thần thần bí bí nói, phòng bao này có một cái lỗ, không chỉ nghe được phòng bên mà còn có thể thấy được. Thật sao, Tô Yên vô cùng kinh ngạc, sao lúc trước mình không biết nhỉ?
Tô Yên đã theo An Hinh đến đây vài lần, lúc trước Sở Hướng Nam cũng từng dẫn đến, thật sự không biết chuyện này. An Hinh nói, phòng nào cũng có, nhưng biết được cũng chỉ có mấy người, mình cũng là biết được từ tên nhóc An Minh kia, về phần sao anh ta biết thì mình cũng chịu. Không quản gì nữa, Tô Yên ôm lấy An Hinh rồi thơm một cái, phấn khích nói, Hinh Hinh, cậu thật sự là ngôi sao may mắn của mình. An Hinh đắc ý nói, tất nhiên. An Hinh gỡ bức tranh phong cảnh treo trên tường xuống, trên tường có một cái lỗ, không quá lớn, chỉ cỡ con mắt. Mình xem thử, Tô Yên nóng lòng muốn nhìn từ qua lỗ, còn tưởng mình có thể nhìn thấy mấy cảnh người lớn, nhưng thật không ngờ lại nghe thấy lời khiến cô kinh ngạc. Chương 20. Trong phòng bên cạnh, Tần Phương Linh cười nhẹ nhàng chăm sóc Chu Hoàng Long, gần đây Tiểu Vân vì Tô Yên mà chán nản không vui. Hoàng Long, sao anh còn không ra tay, dạy cho con bé đó một bài học. Giọng điệu Chu Hoàng Long không được tốt, anh đã nói với bọn em rồi, đừng chọc đến Tô Yên nữa, lần trước nhà họ Chu mất 10 tỷ, đến bây giờ vẫn chưa làm rõ được là ai làm. Vậy Chu Kiệt đã đỡ hơn chưa? Vốn dĩ tâm trạng của Chu Hoàng Long đang không được tốt lắm, vừa nghe đến hai chữ Chu Kiệt, nghĩ đến đứa con trai mình yêu thương nhất bị chặt mất một chân, tâm trạng càng tệ hơn nữa, mặt mày lạnh đi. Bác sĩ nói chân trái của Chu Kiệt phế rồi, từ giờ không thể đứng lên được nữa. Chu Hoàng Long tức giận đập bàn, em rốt cuộc có biết rõ người đứng sau lưng Tô Yên là ai không hả? Là ai làm con anh bị thương, hủy mất một chân của con anh? Tần Phương Linh sợ tới mức phát run, hối hận không thôi, thật sự là tự vạch áo cho người xem lưng. Bây giờ con nhãi đó cũng không về nhà nữa rồi, lần trước Tô Đình Nghiêm đích thân đi tìm, con nhãi đó cũng không nể mặt mũi. Tần Phương Linh cẩn thận nói, Hoàng Long, anh đã làm rõ rồi chứ, chân của Chu Kiệt. Thật sự là do có người thay Tô Yên ra mặt mà làm à? Con nhãi đó nào có bản lĩnh đến vậy, người nào có thể vì nó mà ra mặt chứ? Nghe được cái này, trong lòng Tô Yên ngạc nhiên vô cùng. Hóa ra người bắt cóc cô là do Chu Hoàng Long phái tới. Còn có người thay cô ra mặt, phế một chân của Chu Hoàng Long. Sẽ là ai đây? Nhà họ Chu là một trong bốn gia tộc lớn của đế đô, ai không cần mạng dám động đến nhà họ Châu chứ? Còn Tô Yên tự nhận mình không quen biết ông lớn nào lợi hại có thể dạy dỗ nhà họ Chu. Lẽ nào Vạn Nhất nể mặt mũi Lục Cận Phong mà thay cô ra mặt? Cũng không đúng, Lục Cận Phong chưa từng nói đến chuyện này. An Hinh và Tô Yên nhìn nhau, An Hinh hỏi, không phải là Sở Hướng Nam đấy chứ? Chắc chắn không thể nào, Tô Yên nói, Sở Hướng Nam nào có loại can đảm đó, mình với anh ta cũng chưa đi đến mức này. Sở Hướng Nam là con riêng. Ngay đến quyền kế thừa nhà học Sở còn phải dựa đến sự giúp đỡ của Tô Vân, sao có thể thể dám động đến con trai Chu Hoàng Long. Vì để Chu Hoàng Long hạ hỏa, hai tay Tần Phương Linh không an phận vươn về phía đùi Chu Hoàng Long. Hoàng Long, đừng tức giận nữa, hay là anh nằm lên sofa để em xoa bóp giúp anh. Đến kịch hay rồi. Mà đúng lúc này, Tô Đình Nghiêm vui vẻ đi đến, Tô Yên, trên đường bị tắc xe một chút, cha đến muộn, phải rồi. Con nói có cách giải quyết chuyện nguồn vốn đứt đoạn của công ty, là cách gì? Cha, đừng vội, Tô Yên và An Hinh nhìn nhau, Tô Yên cười nói cha, Hinh Hinh nói cậu ấy có chút chuyện, con đưa cậu ấy đi trước, con sẽ quay lại ngay. Được, Tô Đình Nghiêm cũng biết An Hinh, cho dù gấp gáp như thế nào, lúc này cũng chỉ có thể duy trì dáng vẻ người cha tốt. Tô Yên và An Hinh đi ra ngoài trước, khi rời đi, bức tranh phong cảnh trên tường vẫn tháo xuống như cũ. Lúc rời khỏi phòng, An Hinh hỏi, Tô Yên, lỡ như cha cậu không thấy được thì sao? Không thể nào, Tô Yên nói, Hinh Hinh, trước cứ đợi đi đã. Tô Yên không có rời đi, mà là trốn ở trong góc cùng An Hinh, chờ xem kịch hay. Chưa đầy 5 phút sau, Tô Yên đã thấy Tần Phương Linh hoảng sợ đi ra khỏi phòng Hải Đường, Tô Đình Nghiêm cũng tức giận đi ra khỏi phòng Thủy Tiên. Ông Tô, sao ông lại ở đây? Mặt mũi Tần Phương Linh chột dạ không thôi, quay đầu liếc nhìn căn phòng. Sợ Tô Đình Nghiêm xông vào. Bà ăn cơm với người nào? Các người vừa rồi làm cái gì? Tần Phương Linh, Tô Đình Nghiêm tôi đối với bà đâu có tệ, sao bà có thể cắm cho tôi cặp sừng như vậy? Tô Đình Nghiêm tức đến méo cả mặt, nhưng cũng không dám làm to chuyện, dù sao chuyện xấu trong nhà cũng không nên để bên ngoài biết, làm lớn rồi sẽ kinh động đến người khác, vậy lại càng mất mặt hơn. Ông Tô, ông nghe tôi giải thích, Tần Phương Linh hoảng sợ. Tôi vào xem thử xem. Rốt cục là người nào? Tô Đình Nghiêm nói xong định đẩy cửa đi vào. Tô Đình Nghiêm, Tần Phương Linh nóng ruột, chặn cửa lại, ông không muốn nhà họ Tô phá sản thật thì đừng đi vào, về với tôi đi.
Tô Đình Nghiêm nhìn chằm chằm Tần Phương Linh, nghiến răng nghiến lợi, đưa tay tát một cái, sắc mặt xanh mét cả giận nói, Tần Phương Linh, sao Tô Đình Nghiêm tôi lại lấy phải người đàn bà tính tình lẳng lơ như bà chứ? Cái tát không nhẹ, Tô Yên cách đó mấy mét còn nghe được tiếng tát. Nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy Tô Đình Nghiêm động tay với Tần Phương Linh. Trong lòng Tô Yên vui vẻ khôn xiết. Tô Đình Nghiêm tức giận đến mức, cái tát đó nặng đến độ trực tiếp đánh Tần Phương Linh chảy cả máu. Tần Phương Linh ngây người ra mất mấy giây, đột nhiên hô lên, á, Tô Đình Nghiêm, vậy mà ông dám đánh tôi, không không có lương tâm à, tôi làm vậy còn không phải là vì ông sao, nhìn ông ngày nào cũng phiền lòng vì công ty, tôi cũng san sẻ cùng ông. Nói xong, Tần Phương Linh khóc lóc om sòm, kéo quần áo Tô Đình Nghiêm vừa khóc vừa làm loạn, khóc đến cái gọi là tủi nhục. Ngoá, kỹ năng diễn xuất châu bò thật, An Hinh không khỏi cảm thán, tại sao cha cậu không xông vào. Hèn nhát quá vậy. Tô Yên ngược lại đã quen rồi cũng không có gì ngạc nhiên, cô cũng biết Tô Đình Nghiêm không dám đi vào. Bên trong là Chu Hoàng Long, ông ta không có cái gan đó đâu. Tô Yên thấp giọng nói với An Hinh, cậu đi trước đi. Được, An Hinh ngầm hiểu, theo mép ngoài rời khỏi. Đợi An Hinh vừa rời đi, Tô Yên đi ra cả mặt đầy nghi ngờ, dì Tần, dì cũng ở đây à, hôm nay dì Tần trang điểm đẹp thật, xinh đẹp động lòng người, là định cùng cha sống thế giới của hai người sao? Tô Yên nhìn thì có vẻ như đang khen ngợi Tần Phương Linh, nhưng thật ra lại đang đổ thêm dầu vào lửa, phụ nữ vì để người mình thích tán thưởng mới trang điểm, Tần Phương Linh ăn mặc cẩn thận không phải cho Tô Đình Nghiêm, mà là cho Chu Hoàng Long. Một chiêu thêm dầu vào lửa này, Tô Yên là học từ Tần Phương Linh. Vừa nghe được lời này, mặt mũi Tô Đình Nghiêm quả nhiên càng khó coi, tức đến xanh cả mặt. Bình thường cũng chưa từng thấy qua Tần Phương Linh trang điểm đẹp đến vậy. Đi hẹn hò với đàn ông. Lại trang điểm cẩn thận đến cỡ này. Cặp sừng trên đỉnh đầu ông ta cao lắm rồi. Thấy Tô Yên xuất hiện, Tần Phương Linh rất bất ngờ, sao mày lại ở đây? Tô Yên cười nói, con có hẹn ăn cơm với cha, dì Tần, thật không ngờ dì cũng ở đây, nếu dì và cha đã muốn có thế giới hai người, vậy con không làm phiền nữa, hôm khác con ăn cơm với cha cũng được. Là mày, con nhóc mày âm thầm hại tao. Tần Phương Linh phản ứng lại, nghiến răng nghiến lợi với Tô Yên. Con thầm hại gì gì chứ? Sao con nghe không hiểu vậy? Á, dì Tần, sao khóe miệng gì lại có máu? Tô Yên giả bộ ngỡ ngàng, rồi nhìn Tô Đình Nghiêm, cha có mâu thuẫn với dì Tần sao? Đôi mắt của Tần Phương Linh đỏ hoe, mày còn giả vờ nữa, Tô Yên, con nhãi đáng chết nhà mày, tao. Tần Phương Linh giơ tay muốn đánh Tô Yên. Tô Yên sao có thể để cho Tần Phương Linh đánh được chứ? Tô Yên chặn tay Tần Phương Linh, lạnh giọng nói chỉ có hai người nghe thấy được. Người không phạm ta không phạm người, tôi cảnh cáo bà, nếu còn chọc tôi nữa, hậu quả tự mình chịu. Tô Yên không sợ Tần Phương Linh biết hôm nay chuyện này là do cô gài bẫy, Tần Phương Linh sớm muộn cũng sẽ biết. Đến thỏ còn cắn người khi tức giận. Mày, Tần Phương Linh tức đến mặt mũi méo sạch. Động tĩnh bên này làm người bên phòng bao khác đi ra, lửa giận trong lòng Tô Đình Nghiêm. Đủ rồi, bà cho rằng chưa đủ xấu hổ sao? Sắc mặt Tô Đình Nghiêm tối sầm lại, nhìn chằm chằm phòng bên cạnh nắm lấy tay Tần Phương Linh, cút về cho tôi, đừng để người ta thấy chuyện mất mặt thêm nữa. Chương 21. Tô Đình Nghiêm kéo Tần Phương Linh đi ra ngoài, ông ta không thể mất đi người này. Tôi không đi, tôi không về đâu. Tần Phương Linh giãy giụa vô ích. Tô Yên cười nhìn Tần Phương Linh bị Tô Đình Nghiêm đưa đi, đáy lòng thở phào một hơi. Với sự hiểu biết của cô về Tô Đình Nghiêm, khi trở về có lẽ Tần Phương Linh còn phải chịu không ít khổ. Mà sau khi chuyện ngoại tình của Tần Phương Linh và Chu Hoàng Long bị bại lộ, Chu Hoàng Long cũng không còn hứng thú với Tần Phương Linh nữa, thậm chí là tránh né còn không kịp. Ngoại tình đúng là rất kích thích, nhưng nếu làm to chuyện thì sẽ rất rắc rối. Chu Hoàng Long là người có máu mặt, xem trọng nhất là danh tiếng của mình. Khiến Tần Phương Linh mất đi chỗ dựa là Chu Hoàng Long, lại khiến bà ta không còn được Tô Đình Nghiêm yêu chiều nữa. Một mũi tên chúng hai đích. Đây cũng là mục đích của Tô Yên. Đánh rắn đánh dập đầu. Chuyện đã xong, Tô Yên định rời đi. Cô vừa đi đến chỗ ngoặt, cổ tay đột nhiên bị ai đó nắm lấy, không đợi cô nhìn người đó là ai thì đã bị kéo vào một căn phòng bao. Tô Yên, cô đang đùa với lửa đấy. Một giọng nam lành lạnh vang lên bên tai cô. Tim Tô Yên căng lên, khi nhìn rõ là ai thì vô cùng ngạc nhiên, Sở Hướng Nam, buông tôi ra. Tô Yên gạt Sở Hướng Nam ra, tức giận nói, chuyện của tôi không cần anh quan tâm, cũng không liên quan đến anh.
cô có biết mình đang làm gì không? Tô Yên, cô không đắc tội nổi với Tần Phương Linh, và cả Chu Hoàng Long đâu. Vậy thì sao, Tô Yên không phải không sợ, nhưng sợ thì có tác dụng thì chứ? Cô không chọc vào Chu Hoàng Long, cũng đã nhẫn nhịn Tần Phương Linh rất nhiều lần, nhưng mà bọn họ vẫn muốn lấy mạng cô. Nếu không phải lần trước cô mạng lớn, được Lục Cận Phong cứu, thì bây giờ cô đã là một cái xác khô rồi. Tô Yên, cô thay đổi rồi. Sở Hướng Nam nhíu mày, tỏ vẻ rất thất vọng, cô chọc vào Chu Hoàng Long nổi sao. Người ta muốn giết chết cô thì chỉ đơn giản như giết chết con kiến thôi, tôi đang lo lắng cho cô đấy. Tô Yên cười lạnh nói, Sở Hướng Nam, anh đừng nói mấy lời khiến tôi buồn nôn có được không? Không phải anh đang lo lắng chuyện của Chu Hoàng Long và Tần Phương Linh bị bại lộ, Tần Phương Linh không còn được yêu chiều, vậy Tô Vân cũng không còn giá trị lợi dụng, không ai có thể giúp anh giành lấy quyền thừa kế của nhà họ Sở sao? Từ phản ứng lúc nãy của Sở Hướng Nam, có lẽ anh ta đã biết chuyện của Chu Hoàng Long và Tần Phương Linh từ lâu rồi, mà chuyện này chắc chắn là do Tô Vân nói với anh ta. Chỉ cần nghĩ một chút, Tô Yên đã có thể hiểu ra tại sao Sở Hướng Nam lại chắc chắn Tô Vân có thể giúp anh ta. Nếu Chu Hoàng Long ra mặt, vậy vị trí quyền thừa kế của Sở Hướng Nam sẽ vững vàng. Bị nhìn thấu suy nghĩ trong lòng, sắc mặt của Sở Hướng Nam trở nên khó coi, Tô Yên, quả nhiên là cô rất thông minh. Tôi cũng từng nói, tôi làm tất cả những chuyện này đều là vì chúng ta, vì để cho cô một cuộc sống tốt hơn, cô đừng vì tôi mà chống đối với Tần Phương Linh và Tô Vân nữa, nhẫn nhịn thêm một chút, có được không? Tô Yên cười, chỉ là nụ cười không hề có chút ấm áp, mà vô cùng lạnh, Sở Hướng Nam, có phải anh vẫn chưa tỉnh ngủ không, đang nằm mơ à? Tôi không có quan hệ gì với anh, tại sao phải vì anh mà chống đối với hai người họ? Anh nghĩ mình quan trọng lắm à? Tô Yên không hề cho Sở Hướng Nam chút mặt mũi, nói xong thì xoay người mở cửa phòng bao rồi đi ra ngoài. Tô Yên, cô đứng lại cho tôi. Sở Hướng Nam không còn kiên nhẫn, nghiêm giọng hét lên. Tô Yên thật sự đứng lại, nhưng không phải vì Sở Hướng Nam, mà là vì nhìn thấy một người. Chương 22. Đúng là oan gia ngõ hẹp, Tô Yên không ngờ mình lại gặp được Tiểu Văn, Lý Văn ở đây. Lần trước vì để đưa An Hinh đi, Tô Yên đã đá anh ta một cái. Thấy Tô Yên đứng lại, Sở Hướng Nam tưởng rằng trong lòng cô vẫn còn mình, lúc này chỉ là đang giận dỗi anh ta mà thôi, nên giọng anh ta cũng dịu đi một chút, Yên Yên, tôi biết trong lòng cô vẫn còn yêu tôi. Im miệng, Tô Yên liếc Sở Hướng Nam một cái, muốn trốn đi trước khi Lý Văn chưa thấy mình. Đáng tiếc, đã trễ rồi. Lý Văn đã nhìn thấy Tô Yên, hùng hổ đi đến, Tô Yên, cô đứng lại cho tôi. Lần trước bị đá một cái, lại còn đập vào bàn. Đầu anh ta chảy máu, bị chấn động não nhẹ. Lý Văn ở trong bệnh viện một tuần, lại bị người nhà nhốt ở trong nhà. Anh ta không biết tại sao người nhà không cho anh ta đi tìm Tô Yên tính sổ, cũng không cho anh ta chọc vào Tô Yên, cảnh cáo anh ta thấy Tô Yên là phải tránh xa một chút. Cho đến hôm nay anh ta mới được thả ra. Oan gia ngõ hẹp, không đợi anh ta đi tìm, Tô Yên đã tự dâng đến cửa rồi. Lý Văn làm sao biết nhà họ Lý đã bị người mà Lục Cận Phong phải đi gõ cửa hỏi thăm. Lần trước khi Lục Cận Phong gặp Tô Yên ở hẻm sau quán bar, thì đã bảo Hạ Vũ đi nghe ngóng xem đêm đó xảy ra chuyện gì, sau đó anh đã giúp Tô Yên thu dọn cục diện rối rắm này rồi. Nếu không Tô Yên làm sao còn có thể ung dung tự tại đến hôm nay, nhà họ Lý đã tìm đến tận cửa từ lâu rồi. Nhưng Tô Yên đúng là không hề biết chuyện này. Tính tình Lý Văn ngang ngược. Đã quăng lời cảnh cáo của người nhà ra sau đầu rồi. Để ông đây xem lần này cô chạy đi đâu. Lý Văn đi lên nắm lấy Tô Yên. Tô Yên phản ứng rất nhanh, dễ dàng tránh đi, sao? Còn muốn bị đá thêm một cú nữa à? Tô Yên quét mắt qua thân dưới của Lý Văn. Lý Văn nghĩ đến chuyện lần trước, theo phản xạ có điều kiện mà che lại bộ phận quan trọng, gương mặt đỏ bừng lên. Con nhỏ này, thật không biết xấu hổ. Hôm nay cô ngoan ngoãn uống với ông đây một ly. Để ông đây vui vẻ, nói không chừng ông sẽ tha cho cô. Nếu không, tôi làm chết cô. Lý Văn bị người trong nhà nuông chiều đến hư rồi, trở nên vô cùng ương ngạnh. Anh ta cũng là người có thù tất báo. Sở Hướng Nam thấy Tô Yên và Lý Văn từng có hiềm khích, dùng tư thế anh hùng cứu mỹ nhân để thể hiện trước mặt Tô Yên, Tiểu Văn, không biết Tô Yên đắc tội gì anh. Nể mặt tôi, anh hãy bỏ qua cho tôi uống với anh một ly, thay Tô Yên đền tội với anh. Anh là ai? Lý Văn không chút nể mặt, vốn dĩ không hề để Sở Hướng Nam vào mắt. Âu, tôi nhớ ra rồi, anh không phải là đứa con riêng của nhà họ Sở đó sao? Một đứa con riêng mà cũng muốn uống rượu với tôi, anh xứng sao?
Nghe vậy, Tô Yên cảm thấy buồn cười, cũng không lên tiếng, đợi xem kịch vui. Lời của Lý Văn khiến sắc mặt của Sở Hướng Nam trở nên khó coi, chuyện con riêng là chỗ đau lớn nhất của anh ta. Anh ta không ngờ Lý Văn lại không hề cho anh ta chút mặt mũi, ngược lại còn sỉ nhục anh ta. Bên này gây ra tiếng động, kinh động đến không ít người ra xem. Người có thể vào đây đều là những người có máu mặt, Sở Hướng Nam chỉ cảm thấy mặt mình như bị tát một cái, nóng ran. Thể diện của anh ta bị mất sạch rồi. Sở Hướng Nam thẹn quá hóa giận, chỉ vào Lý Văn, một đứa con ông cháu cha như anh, dựa vào quyền thế trong nhà mà không để ai vào mắt, nói lại một lần những lời lúc nãy cho tôi xem. Sao, Lý Văn tỏ vẻ có giỏi thì. Chương 23. Tô Yên nhìn thấy, cảm thấy buồn cười, rất muốn nhìn thấy dáng vẻ xì hơi của anh ta, dám giận mà không dám nói. Nghe thấy tên ông cụ Sở, anh ta ngây ra không dám đánh. Đồ nhát gan Lý Văn được lợi còn khoe mẽ, gạt tay Sở Hướng Nam ra, hừ lạnh nói, không có bản lĩnh thì ra mặt làm anh hùng cứu mỹ nhân cái gì. Chứ, Sở Hướng Nam tức giận nhưng không dám nói, nắm chặt đầm tay, mờ u bàn tay nổi đầy gân xanh, quai hàm căng chặt. Đối diện với sự khiêu khích của Lý Văn, anh ta lại chẳng thể nói ra chữ nào. Địa vị của Sở Hướng Nam ở nhà họ Sở không vững, như đi trên băng mỏng. Nếu hôm nay anh ta đắc tội với Lý Văn, vậy những ngày tháng ở nhà họ Sở sau này sẽ càng khó khăn hơn. Tô Yên nhìn vẻ mặt nhẫn nhịn của Sở Hướng Nam, trong lòng không nhịn được mà khâm phục. Trên đời này có một kiểu người, càng có thể nhẫn nhịn thì lại càng nguy hiểm và đáng sợ. Lý Văn cười lạnh một tiếng, cũng không nói nhảm với Sở Hướng Nam nữa, mục tiêu của anh ta là Tô Yên. Người đẹp, đi với ông đây đi, hầu hạ ông cho tốt, ông đây mà vui vẻ, nói không chừng sẽ lấy cô về đấy. Mặc dù Lý Văn rất tức giận vì lần trước bị đá, nhưng anh ta lại không nỡ làm gì cô, chỉ với gương mặt đó cũng khiến anh ta nảy sinh chút thương hoa tiếc ngọc. Muốn lấy tôi lo anh sẽ không chịu nổi mấy cú đá của tôi đấy. Tô Yên cong môi cười, cô không sợ Lý Văn, người không có gì chẳng sợ kẻ giàu có, cô chỉ cần nghĩ cho một mình là được, không cần phải lo ngại đến nhiều việc như Sở Hướng Nam. Cái cô này, rượu mời không uống muốn uống rượu phạt. Lý Văn nói rồi muốn nắm lấy Tô Yên. Tô Yên đang chuẩn bị đá anh ta thêm cái nữa, đột nhiên, vai của Lý Văn bị người đằng sau nắm lấy. Người đến không phải ai khác, mà là Lục Cận Phong. Tô Yên vô cùng ngạc nhiên, đến chân cũng quên mất đưa lên. Sao Lục Cận Phong lại ở đây? Lý Văn quay đầu nhìn, thấy là người lạ, dù sao cũng không quen, cứ xem như những người bình thường mà đối xử. Lý Văn cười, ai ôi, lại thêm một người lo chuyện bao đồng, anh hùng cứu mỹ nhân à. Biết điều thì mau tránh ra, đừng làm phiền đến chuyện tốt của ông đây, à. Anh ta còn chưa nói xong, Lục Cận Phong đã một chân đá Lý Văn ra xa mấy mét. Người vây xem xung quanh đều ngây ra. Bầu không khí đột nhiên trở nên im lặng. Sở Hướng Nam cũng vô cùng kinh ngạc, anh ta còn không dám ra tay, thế mà người này lại dám đánh Lý Văn. Có thể không chút cố kỵ mà ra tay, trong lòng Sở Hướng Nam cảm thấy rất ngưỡng mộ. Nhìn thấy Lý Văn bị đánh, cục tức trong lòng anh ta cũng hơi dịu đi. Nhưng khi nghĩ đến người đàn ông này là bạn trai của Tô Yên, trong lòng anh ta lại chẳng mấy thoải mái, địch ý lại dâng trên trong lòng. Quả nhiên là người nhà quê, có lẽ vì vốn dĩ không hề biết thân phận của Lý Văn nên anh mới dám ra tay như vậy. Nghĩ như vậy, trong lòng Sở Hướng Nam cảm thấy cân bằng lại. Đắc tội với nhà họ Lý, anh ta thật sự muốn xem tên nhà quê này sẽ thu dọn tàn cuộc này thế nào. Tô Yên cũng trợn mắt há mồm, mặc dù cú đá này của Lục Cận Phong rất có phong thái như cô trước đó, nhưng đối phương là Lý Văn, là con trai mà nhà họ Lý thương yêu nhất đó, hơn nữa anh ta còn là độc định mà mấy đời chỉ có một đứa, là cục. Chương 24. Sao anh lại đến đây, mau chạy đi, Tô Yên lo lắng kéo lấy Lục Cận Phong, muốn bảo anh mau chạy đi. Một người khách anh từng chở mời anh ăn cơm, anh nghe thấy tiếng động nên qua đây xem. Sắc mặt Lục Cận Phong không thay đổi, Tô Yên cũng không nghi ngờ gì. Lục Cận Phong cũng không xem như là nói dối, nửa thật nửa giả, anh thật sự đến đây ăn cơm, nghe thấy tiếng động nên đi qua đây. Mặc dù người đến đây đều là người có máu mặt, nhưng vẫn chưa phải là những người ở cấp cao nhất. Cộng thêm Lục Cận Phong luôn không lộ mặt, đừng nói là sau khi nói với bên ngoài là bị hủy dung, không có mấy ai từng nhìn qua mặt thật của anh. Cho dù là trước kia, người có thể tiếp xúc với Lục Cận Phong cũng không có bao nhiêu. Kiểu con ông cháu cha như Lý Văn cũng chỉ là nghe qua tên của Lục Cận Phong, chứ chưa từng gặp qua người thật. Lý Văn nhịn đau, bò dậy từ đất,
gương mặt đau đến méo mó, nổi trận lôi đình, tên nhà quê này từ đầu ra thế này, nhìn rõ xem ông đây là ai, không muốn sống nữa à, ông đây đánh chết mày. Lục Cận Phong bảo vệ trước mặt Tô Yên, hào quang tỏa ra, ánh mắt lạnh lùng, không muốn đoạn tử tuyệt tôn thì mau cút đi cho tôi. Trước giờ Lý Văn quen thói ngạo mạn, đây là lần đầu tiên bị trấn áp. Lục Cận Phong nhìn anh ta với ánh mắt lạnh lùng, sự kiêu ngạo đó lập tức yếu đi, đến bản thân anh ta cũng cảm thấy khó tin. Đến khi Lý Văn phản ứng lại mình thế mà lại tỏ ra yếu thế trước mặt một tên nhà quê, anh ta tức tối nói, đây là người phụ nữ mà ông đây nhìn chúng. Hửm, mắt và mày Lục Cận Phong lạnh đi, lại đá một cú qua, lần này đá. Anh văng càng xa hơn. Lý Văn phun một ngụm máu ra khỏi miệng. Người xung quanh giật mình lùi về sau một bước, trong đó có một thanh niên mau chóng đi lên đỡ anh ta, Tiểu Văn. Tô Yên cũng hơi giật mình, Lục Cận Phong. Cú đá này quá mạnh, Lý Văn cảm thấy xương sườn trên người mình đều gãy hết rồi, sắc mặt anh ta trở nên trắng bệch. Lần này Lý Văn không đứng dậy nổi, phải dựa vào cậu thanh niên kia đỡ. Không không, cậu thanh niên tức giận nói, có biết người anh vừa đá là ai không? Đây là cậu chủ của nhà họ Lý đấy, xảy ra chuyện rồi, anh có chịu trách nhiệm nổi không? Người như anh có mấy cái mạng cũng không đền nổi. Lục Cận Phong vốn dĩ không hề để cậu thanh niên kia vào mắt, anh nghiêm giọng cảnh cáo Lý Văn, còn quấy rối Tô Yên, thì bảo Lý Mộc Sinh đợi nhặt xác của cậu đi. Lý Mộc Sinh là cha của Lý Văn. Người dám gọi thẳng tên như vậy thật chẳng có mấy người. Ở Đế Đô, nhà họ Lý cũng có địa vị xã hội nhất định. Lý Mộc Sinh mua danh cầu lợi, thích làm việc thiện vì để có danh tiếng tốt, nên dù là người bình thường cũng nghe nhiều nên quen với cái tên Lý Mộc Sinh này. Nghe thấy Lục Cận Phong nói ra tên Lý Mộc Sinh, cũng không có ai cảm thấy không đúng. Nhưng Tô Yên lại vô thức nhìn Lục Cận Phong một cái. Lục Cận Phong vô cùng ngạo mạn. Còn ngạo mạn hơn cả Lý Văn. Dễ cứng gặp phải dễ còn cứng hơn. Lý Văn chạm phải đôi mắt lạnh lùng của Lục Cận Phong, trong lòng cảm thấy sợ hãi, vô thức gật đầu, khó khăn mở miệng, tỏ vẻ yếu thế, lúc này chỉ là đùa thôi, lần sau, không dám nữa. Lý Văn thật sự nhìn thấy sát ý trong mắt người đàn ông, sát ý vô cùng đậm. Anh ta tin đối phương có thể làm ra chuyện này. Anh ta không sợ trời không sợ đất, ngoại trừ cha, anh ta. Chương 25. Người đàn ông trung niên đó là cậu của Lục Cận Phong, Trần Mạnh Quân. Ra tay thế này thì được xem là gì chứ, trước kia lão đại còn vì cô Tô mà nhảy xuống biển đấy. Vạn nhất đã không còn thấy kinh ngạc nữa. Chân của con trai Chu Hoàng Long cũng dám chặt đứt, Lý Văn chỉ bị đá hai cú thì đã quá nhẹ rồi. Cậu Tiểu Văn này cũng thật xui xẻo, thế mà dám để ý đến người phụ nữ của lão đại, đây không phải là tự tìm cái chết sao? Trần Mạnh Quân càng kinh ngạc hơn, cô Tô nào? Còn có thể là cô Tô nào nữa? Là người trước đó bị lão đại hủy hôn, cô chủ nhà họ Tô, Tô Yên vạn nhất nói, lần này lão đại đã lọt hố cô Tô rồi. Cháu trai ngoan của tôi biết yêu rồi à? Trần Mạnh Quân vỗ tay một cái, vui vẻ nói, tôi phải mau chóng nói với em gái mới được. Thật là không dễ dàng, cháu trai đã thông suốt rồi, cuối cùng cũng có bạn gái rồi. Thật là lo đến vỡ tim người cậu này rồi. Trước cửa tiệm đồ ăn gia đình có một hàng xe sang trọng. Một đám người cung kính đứng bên cạnh xe chờ đợi. Hạ Vũ đứng đầu nhìn chằm chằm cửa ra vào, lại nhìn thời gian, vẫn chưa thấy người ra, lúc này mới lấy điện thoại ra gọi. Lão đại, tụi em đã ở trước cửa rồi. Lục Cận Phong và Tô Yên vẫn chưa đi ra, anh cầm điện thoại đi ra xa vài bước, giọng điệu lạnh lùng ra lệnh, các cậu đi ra xa một chút, tôi có việc quan trọng, các cậu lại đi. Vâng, mặc dù Hạ Vũ rất tò mò, nhưng vẫn nghe theo mệnh lệnh. Sau khi cúp máy, Hạ Huy ở một bên hỏi, khi nào lão đại ra? Không cần đợi nữa, lão đại bảo chúng ta đi trước. Lúc này, Lục Cận Phong và Tô Yên đi ra. Hạ Vũ vừa nhìn đã thấy, thế mà cô Tô lại ở bên cạnh lão đại, gã hiểu ra tất cả, biết điều đứng tại chỗ không nhúc nhích. Còn Hạ Huy chưa từng gặp Tô Yên, anh ta vừa làm nhiệm vụ trở về, vừa thấy lão đại đã nhanh chân đi qua, lão đại. Mau về đây, Hạ Vũ mau chóng kéo anh ta về. Sao vậy, vẻ mặt Hạ Huy mơ hồ. Không nhìn thấy bên cạnh lão đại còn có cô Tô sao? Hạ Vũ vẫn nhớ rõ, bây giờ gã không dám đắc tội với Tô Yên đâu. Đó là cục cưng trong lòng lão đại đấy. Cô Tô gì cơ, Hạ Huy lại càng mơ hồ. Hạ Vũ không nóng không lạnh nói, muốn sống lâu thêm ở Đế Đô, thì hãy ngoan ngoãn đứng yên đừng nhúc nhích. Nếu không, làm phiền đến chuyện tốt của lão đại,
anh ta vừa từ nước G về, có lẽ sẽ lại phải đi đày đấy. Trước cửa dùng một hàng xe sang trọng, rất bắt mắt. Tô Yên liếc nhìn một cái, tò mò nói, ồ, có nhân vật lớn nào sao? Sao có nhiều xe sang trọng và vệ sĩ thế? Thế trận này giống như khi cậu cả nhà họ Lục đến nhà họ Tô vậy. Chẳng lẽ cậu cả nhà họ Lục đang ăn cơm ở trong? Không biết, Lục Cận Phong ngay thẳng kéo Tô Yên đi đến bên đường gọi xe. Tô Yên hỏi, hôm nay anh không lái xe sao? Không có, Lục Cận Phong cười ấm áp, nói, xe bị hư nên đã đem đi sửa rồi, hôm nay chúng ta ngồi taxi về. Lục Cận Phong cũng không ngờ lại gặp phải Tô Yên ở đây, nên không lái chiếc xe công nghệ kia tới. Đương nhiên là anh không thể để Tô Yên biết hàng xe sang trọng và vệ sĩ là đến để đón anh. Ít nhất bây giờ vẫn chưa phải lúc để Tô Yên biết thân phận của anh. Trên đường về, Tô Yên nghĩ đến chuyện lúc nãy, vẫn còn hơi thấp thỏm, kéo lấy tay Lục Cận Phong, nói, hay là anh rời khỏi để đô để tránh sóng gió đi. Cách mà Tô Yên có thể nghĩ ra cũng chỉ có thể là rời khỏi đế đô mà thôi. Nhân lúc bây giờ người nhà họ Lý vẫn chưa tìm anh gây chuyện, 36 kế, chạy là thượng sách. Lục Cận Phong thấy dáng vẻ Tô Yên lo lắng vì mình, hàng mày không kiềm được mà có chút ý cười, không cần lo lắng, không sao đâu, dù nhà họ Lý là gia tộc lớn, nhưng không phải là người không nói lý, Lý Văn Kiếm. Chương 26. Chuyện là do cô gây ra, nếu thật sự không được thì cô đến nhà họ Lý nhận lỗi, chỉ cần người nhà họ Lý không tìm Lục Cận Phong gây sự là được. Xe của anh không phải hư rồi sao? Mấy hôm nay anh đừng ra khỏi cửa, ở chỗ em vài ngày đi. Tô Yên lập tức kéo tay Lục Cận Phong, nói. Trong lòng Tô Yên nghĩ rằng, chỉ cần tránh khỏi sóng gió, người nhà họ Lý không tìm được Lục Cận Phong là được rồi. Mà không nghĩ đến đây là ở chung trá hình. Lục Cận Phong nhìn một cái đã nhìn thấu ý của Tô Yên, anh nở nụ cười ấm áp, gật đầu, được, nghe em hết. Nghe vậy, trong lòng Tô Yên mới thấy hơi yên tâm. Xe taxi đến trước cửa chung khu mà Tô Yên ở thuê, hai người xuống xe, Lục Cận Phong nói, Yên Yên. Em lên trước đi, anh đi mua gói thuốc. Được, vậy em đến thang máy đợi anh. Được. Lục Cận Phong đợi Tô Yên đi xa mới lấy điện thoại ra gọi, giọng điệu đột nhiên trở nên lạnh như băng, thay tôi đến nhà họ Lý hỏi thăm cho đàng hoàng. Hai chữ hỏi thăm mang theo sát ý lạnh thấu xương. Bệnh viện. Lý Văn đã ra khỏi phòng phẫu thuật, Lý Mộc Sinh và vợ Lưu Tuyết Lam nghe thấy con trai xảy ra chuyện thì vội vàng đến đây. Khi biết con trai bị gãy hai xương sườn, bị đánh đến nôn ra máu, Lưu Tuyết Lam vừa đau lòng vừa tức giận, là ai làm? Cục cưng của tôi, ai lại ra tay độc ác như vậy chứ? Ăn gan hùm rồi à, dám động vào con trai tôi, tưởng nhà họ Lý tôi dễ bắt nạt lắm hay sao? Cậu thanh niên đưa Lý Văn đến bệnh viện nói, là Tô Yên. Tối nay Tiểu Văn nhìn thấy Tô Yên, muốn Tô Yên cùng mình uống một ly rượu, ai biết có một người đàn ông từ đâu ra mặt cho Tô Yên, đánh Tiểu Văn thành thế này. Sao lại là Tô Yên? Lý Mộc Sinh nhíu mày, không phải tôi đã từng cảnh cáo, bảo nó đừng chọc vào cô gái đó rồi sao, xem những lời của tôi như gió thoảng bên tai à. Con trai đã bị đánh thành như vậy rồi, ông không đau lòng con trai mà còn nói những lời như vậy. Lưu Tuyết Lam đau lòng rơi nước mắt, Tô Yên đó có là gì chứ, dám động vào con trai tôi sẽ để cô ta biết mặt. Mẹ, con đau quá, Lý Văn nằm trên giường bệnh đến nói chuyện cũng khó khăn, con suýt nữa đã không được nhìn thấy hai người nữa rồi. Con trai đáng thương của mẹ. Lưu Tuyết Lam kéo tay Lý Văn, tức giận nói, con yên tâm, mẹ nhất định sẽ lấy lại công bằng cho con, ai cũng không thể động vào con trai của mẹ. Trong phút chốc, Lý Văn tìm được chỗ dựa, cũng đã ném lời cảnh cáo của Lục Cận Phong ra sau đầu, than khóc mẹ nhất định phải trả thù cho con, giết chết cái con Tô Yên kia, không bỏ đi, người đẹp như vậy, giết chết thì rất đáng tiếc, giết chết người đàn ông bên cạnh cô ta là được, giữ người đẹp lại. Lý Mộc Sinh để ý, hỏi, người đàn ông đánh con trông như thế nào? Là ai? Chỉ là một tên nhà quê thôi. Lý Văn che ngực đau khổ nói, cha nhất. Định phải trả thù cho con, người khác muốn nhà họ Lý chúng ta tuyệt tử. Tuyệt tôn, cục tức này không thể nhịn được. Lưu Tuyết Lam cũng nói, không phải chỉ là một nhà họ Tô không biết phép tắc thôi sao, dám ức hiếp con trai mẹ, thật không muốn sống nữa rồi. Lý Mộc Sinh, tôi không cần biết. Ông mà không lấy lại công bằng cho con trai thì tôi sẽ làm. Vào lúc này, thư ký của Lý Mộc Sinh đi qua, Tổng Giám Đốc Lý, thư ký của cậu cả nhà họ Lục đến rồi. Nghe thấy vậy, sắc mặt của Lý Mộc Sinh thay đổi, nghĩ ngay đến việc Lý Văn bị đánh.
chẳng lẽ lại chọc đến nhà họ Lục nữa à? Lý Mộc Sinh có dự cảm không tốt, lập tức nói, ở đâu? Mau đưa tôi qua đó. Ở đại sảnh. Chương 27. Lý Mộc Sinh vội vàng đi đến đại sảnh. Khi nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp ngồi trong đại sảnh bệnh viện, trong lòng ông ta cũng đã đoán được sơ sơ. Thư ký Ngải. Người này chính là thư ký của Lục Cận Phong, Emily. Dù cho Lý Mộc Sinh có địa vị không nhỏ trong giới này, nhưng ở trước mặt Emily, ông ta vẫn có chút kính trọng. Đương nhiên, sự kính trọng này là dành cho Lục Cận Phong. Emily mặc đồ công sở, đi theo Lục Cận Phong lâu rồi, cách làm việc cũng hơi giống với Lục Cận Phong. Ung dung nói, Tổng Giám Đốc Lý, Tổng Giám Đốc Lục bảo tôi đến đây chuyển vài câu, lần này chỉ gãy hai xương sườn, nếu còn lần sau, có lẽ nhà họ Lý sẽ mất đi người kế tục đấy. Nghe thấy vậy, sắc mặt của Lý Mộc Sinh trắng bệch, suýt nữa đã ngồi bệt xuống đất. Nhà họ Lý là gia tộc lớn, có sự nghiệp lớn, nhưng ở trước mặt nhà họ Lục thì chẳng là gì. Nhà họ Lục muốn phá hủy nhà họ Lý là chuyện bất kỳ lúc nào cũng làm được. Lý Mộc Sinh lập tức nói, thư ký Ngải, là do Lý Mộc Sinh tôi không biết dạy con, xin hãy chuyển lại lời cho Tổng Giám Đốc Lục rằng chắc chắn sẽ không có lần sau, xin Tổng Giám Đốc Lục hãy nương tay cho, hôm khác tôi sẽ tự mình đến cửa nhận lỗi. Tổng Giám Đốc Lý đúng là người thông minh, Emily cười lạnh, vậy Tổng Giám Đốc Lý có lẽ cũng biết phải nhận lỗi với ai rồi đấy. Lý Mộc Sinh ngây ra, lập tức hiểu ý, đã hiểu, ngày mai tôi sẽ tự mình đến nhà họ Tô nhận lỗi. Cô Tô bị hoảng sợ, Tổng Giám Đốc Lý cũng biết phải làm gì rồi chứ. Đã biết, Emily nói xong, hoàn thành nhiệm vụ, sau đó rời đi. Lý Mộc Sinh lau mồ hôi lạnh trên trán, ngồi xuống một cái ghế ở bên cạnh. Lưu Tuyết Lam thở hổn hển đi qua, sao ông còn ngồi ở đây? Mau lấy lại công bằng cho con trai đi, con trai chúng ta bị gãy mất hai xương sườn, tôi phải khiến con khốn nhà họ Tô kia gãy hai chân. Còn người đàn ông đánh con trai tôi nữa, ông cũng phải tìm ra tên đó cho tôi, đánh gãy hai chân của tên đó. Tìm cái gì mà tìm, người ta đã tìm đến chúng ta trước rồi. Mặt Lý Mộc Sinh tỏ vẻ khổ não, xem con trai ngoan mà bà sinh ra kìa, không có việc gì tự nhiên đi chọc vào nhà họ Tô. Lý Mộc Sinh, ông có ý gì? Bây giờ là con trai chúng ta bị đánh, nhà họ Tô làm sao? Nhà họ Tô có là cái gì chứ? Lưu Tuyết Lam không vui, cứ nghĩ đến con trai cưng bị đánh, thì tức giận giống lên, con Tô Yên đó không phải là không được yêu thương sao, con trai tôi nhìn chúng nó là may mắn của nó rồi. Nhà họ Tô nhỏ bé như vậy, nhà họ Lý chúng ta còn không bỏ vào mắt đấy. Nhà họ Tô không là gì, nhưng chúng ta không thể đắc tội nhà họ Lục được. Lý Mộc Sinh phiền não, cũng không còn kiên nhẫn, lạnh mặt nói, dạy dỗ con trai bà cho tốt đi, nếu không chúng ta phải người đầu bạc tiến kẻ đầu xanh, nhà họ Lý phải tuyệt tử tuyệt tôn đấy. Nhà họ Lục, Lưu Tuyết Lam không hiểu, chuyện này có liên quan gì đến nhà họ Lục chứ? Có lẽ Tô Yên đó đã lọt vào mắt của cậu cả nhà họ Lục rồi. Lý Mộc Sinh cũng không ngốc, nghĩ đến trước sau Lý Văn bị đánh hai lần, người nhà họ Lục đều đến cảnh cáo, hơn nữa đều là vì Tô Yên, nên có gì mà không hiểu chứ? Lưu Tuyết Lam vẫn chưa thông suốt, cậu cả nhà họ Lục sắp chết, Lục Cận Phong đó sao? Không phải thời gian trước nghe nói nhà họ Lục đã hủy hôn với nhà họ Tô rồi sao? Sao bây giờ lại dính dáng đến nhà họ Lục nữa? Chương 28. Ngu ngốc, đúng là cưới nhầm vợ thì hỏng ba đời. Lý Mộc Sinh cảnh cáo, quản cái miệng bà cho tốt, họa từ miệng mà ra đấy. Bà thật sự nghĩ rằng cậu cả nhà họ Lục đó sắp chết sao? Vũng nước của nhà họ Lục rất sâu, gia tộc lớn có đến mấy trăm người, tranh giành quyền lực kịch liệt nhất, ai mà biết là sắp chết thật hay sắp chết giả. Bà chỉ cần nhớ rằng, bây giờ nhà họ Lục vẫn do Lục Cận Phong nắm quyền là được rồi. Đầu của Lưu Tuyết Lam làm sao có thể nghĩ đến những chuyện này? Vậy con trai chúng ta bị đánh oan uổng rồi sao? Gãy hai xương sườn là nhẹ rồi. Nếu bà muốn không có người đưa tiễn, nhặt xác con trai thì cứ đến tìm Tô Yên gây sự. Nếu không muốn thì bà hãy quản con trai cho tốt vào, đừng để nó chọc đến người phụ nữ đó nữa. Nếu không, nhà họ Lý của chúng ta coi như xong đời. Dành phụ nữ với cậu cả nhà họ Lục, cũng không xem coi mình có bao nhiêu trọng lượng. Còn tiếp tục như vậy, nhà họ Lý sớm muộn cũng bị cái thằng phá của này hại chết. Lưu Tuyết Lam làm sao biết chuyện này lại nghiêm trọng như vậy, lầm bầm giải thích giúp con trai một câu, ai mà biết được cậu cả nhà họ Lục lại nhìn chúng con Tô Yên đó chứ, trước đây không phải là hủy hôn rồi sao? Hơn nữa, nếu Tô Yên không dụ dỗ con trai chúng ta sao có thể đi chọc nó chứ?
Lý Mộc Sinh tức đến đau gan, tính tình Lý Văn thế nào, bà và tôi còn không hiểu sao. Quản con trai bà cho tốt vào, tôi còn phải đến nhà họ Tô một chuyến. Nếu Tô Yên không chịu tha thứ, chuyện này còn chưa xong đâu. Chuyện Tô Yên chọc vào nhà họ Lý rất nhanh đã truyền đến tai Tô Đình Nghiêm. Tô Đình Nghiêm bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, hai chân mềm nhũn. Lúc đó khi nghe thấy, ông ta ngồi bệt xuống sofa. Miệng ông ta không ngừng nói, xong rồi, xong rồi. Vốn dĩ công ty của nhà họ Tô xảy ra vấn đề về vòng vốn, khó có thể duy trì rồi, bây giờ lại chọc vào nhà họ Lý, chẳng khác nào hoa vô đơn chí. Tần Phương Linh bị đánh sưng mặt ở một bên hả hê cười, Tô Đình Nghiêm, xem chuyện tốt mà con gái lớn của ông làm kìa, bây giờ chỉ đợi nhà họ Tô xong đời thôi, đắc tội với nhà họ Lý làm sao được yên, nghe nói tên Lý Văn đó rất ngang ngược, còn Lưu Tuyết Lam lại là người bao che cho con, nhà họ Lý chỉ có một đứa độc đình, nhà họ Tô lần này chắc chắn là xong đời rồi. Sau khi Tần Phương Linh được đưa về thì bị Tô Đình Nghiêm đánh đến mặt mũi bầm dập. Hai người cùng xem như đã trở mặt với nhau. Khi nghe thấy Tô Yên gây ra chuyện, nhà họ Tô sắp xong đời, trong lòng Tần Phương Linh vô cùng thoải mái. Lời của Tần Phương Linh như châm dầu vào lửa, Tô Đình Nghiêm tức đến đá bà ta một cái con mụ lăng loàn này, tôi đánh chết bà. Ông đánh đi, đến lúc đó lại đắc tội với nhà họ Chu, để tôi xem ông sẽ có kết cục như thế nào. Tần Phương Linh cũng không sợ, nghênh cổ cười nói, Tô Đình Nghiêm, ông là tên nhát gan, hèn nhát, ông đánh tôi thì có gì giỏi chứ, sao lúc nãy ông không xông vào. Đó là vì ông sợ Chu Hoàng Long, ông vốn dĩ là không đắc tội nổi với Chu Hoàng Long. Bà im miệng cho tôi. Tô Đình Nghiêm thẹn quá hóa giận, giáng một bạt tai qua, khiến Tần Phương Linh ngã sấp xuống đất. Mẹ Tô Vân nhận được cuộc điện thoại cầu cứu của Tần Phương Linh nên mau chóng chạy đến, vừa vào cửa đã nhìn thấy mẹ mình bị đánh. Cha, cha đang làm gì vậy? Tô Vân đỡ Tần Phương Linh dậy, nhìn thấy gương mặt bị đánh đến thê thảm không nỡ nhìn của bà ta, giật mình một cái. Tô vẫn biết rõ còn hỏi. Đương nhiên là cô ta biết sự việc đã bị bại lộ. Chuyện mẹ mình ngoại tình đã bị tóm được, chỉ là không ngờ lại trở nên nghiêm trọng như vậy. Tô Đình Nghiêm trước giờ luôn nghe lời bà ta thế mà lại đánh bà ta thành như vậy. Ai mà không? Chương 29. Việc vẫn chưa hoàn toàn xong, Tô Vân sẽ không ngu đến mức trở mặt. Dù cô ta không thèm cái danh cô chủ nhà họ Tô này, cô ta muốn làm cô chủ nhà họ Chu. Nhưng bây giờ cô ta vẫn chưa được nhà họ Chu nhận về, nên cô ta không thể quá đáng với bên nhà họ Tô này. Tô Vân cho Tần Phương Linh một ánh mắt, trên đường đến đây, cô ta đã biết rõ những chuyện xảy ra tối qua rồi. Tần Phương Linh nhẹ giọng, phối hợp nói, ông Tô, Tiểu Vân nói không sai. Tôi và Chu Hoàng Long là trong sạch, chỉ vì thấy gần đây ông quá vất vả, luôn sầu muộn vì chuyện tiền nong, nên tôi mới hẹn Chu Hoàng Long ra ăn cơm, muốn nhờ ông ta đầu tư vào công ty. Cha, cha và mẹ đã sống với nhau bao nhiêu năm rồi, cha còn không tin mẹ con sao? Tô Vân và Tần Phương Linh kẻ sướng người họa, mẹ con một lòng một dạ với cha, làm sao có thể làm ra chuyện có lỗi với cha chứ? Đúng đấy ông Tô, chúng ta là vợ chồng mười mấy năm rồi. Tần Phương Linh lau nước mắt, vô cùng uất ức mà nói, tôi một lòng vì cái nhà này, thế mà ông lại hoài nghi tôi. Bây giờ thì tốt rồi, đắc tội với Chu Hoàng Long không nói. Con gái lớn của ông còn đắc tội luôn với nhà họ Lý, bây giờ chỉ còn đợi nhà họ Lý đến tận nhà chúng ta tính số thôi. Tần Phương Linh cố ý chĩa mũi nhọn về phía Tô Yên. Quả nhiên, vừa nghe đến tên Tô Yên, Tô Đình Nghiêm lập tức nổi giận, đứa con bất hiếu này. So với việc Tần Phương Linh không chung thủy, bây giờ việc cấp bách là phải làm sao để đối phó với nhà họ Lý. Tô Vân và Tần Phương Linh nhìn nhau một cái, thấy đã di chuyển sự chú ý của Tô Đình Nghiêm, Tô Vân có vẻ lo lắng. Nhưng lại châm dầu vào lửa, nói cha, tên Lý Văn đó rất ngang ngược, chắc chắn sẽ đến gây sự. Cho dù Tô Yên không còn ở nhà nữa, nhưng dù sao vẫn mang họ Tô, vẫn là người nhà họ Tô, nhà họ Lý sẽ chỉ tính sổ lên đầu nhà họ Tô mà thôi, đến lúc đó thì nhà họ Tô sẽ xong đời mất. Tô Đình Nghiêm mày trao mặt ủ, sắc mặt vô cùng khó coi. Tần Phương Linh lại nói, chuyện này do Tô Yên gây ra, vậy thì nên để nó tự giải quyết, bạn có đầu nợ có chủ. Ông Tô, muốn nhà họ Lý không đến kiếm chuyện, vậy thì chỉ còn một cách. Cách gì? Tô Đình Nghiêm vô thức hỏi, và cũng thấy được sự kiêng dè của ông ta với nhà họ Lý. Đáy mắt Tần Phương Linh lóe lên sự đắc ý, nói cắt đứt quan hệ với Tô Yên. Chỉ cần nó không phải là người nhà họ Tô nữa, vậy nhà họ Lý sẽ không có lý do gì đến tìm chúng ta gây sự. Tô Vân nghe thấy, trong lòng vui mừng,
Xúi Dục nói, đúng đó cha, con cảm thấy đề nghị này không tệ, cha đừng do dự nữa, nếu không đến khi trời sáng người nhà họ Lý đến thì sẽ trễ mất. Tô Đình Nghiêm nhíu mày, nhưng dù sao Tô Yên vẫn là con gái của nhà họ Tô. Cha, nếu nhà họ Tô tiêu đời, đế đô này sẽ không còn nhà họ Tô nữa. Tô Vân không cam lòng, nói, những gì cha vất vả gầy dựng hơn nửa đời người. Sẽ mất hết, chúng ta cắt đứt quan hệ với Tô Yên, giải quyết bên phía nhà họ Lý trước. Còn bên chú Chu, hôm khác con sẽ đưa hướng Nam cùng hẹn chú. Chu cùng đi uống trà, nể mặt nhà họ Sở, chuyện hôm chắc chú ấy sẽ bỏ qua thôi. Chương 30. Câu nói tiếp theo của Tô Vân làm Tô Đình Nghiêm lung lay. Tô Đình Nghiêm bắt đầu thả lỏng, ông ta cũng không muốn công ty do chính mình khổ cực gầy dựng hơn nửa đời cứ sụp đổ như vậy. Tần Phương Linh lại thúc giục một câu, ông Tô, trời sắp sáng rồi, ông nhanh ra quyết định đi, nếu không thì chậm mất. Tô Đình Nghiêm chần chừ một lúc rồi nói, trước khi trời sáng, tôi sẽ đi tìm luật sư để cắt đứt quan hệ với Tô Yên. Bà ở nhà cho tôi, hiện tại tôi đi ra ngoài một chuyến. Tô Yên làm mích lòng nhà họ Lục, vậy thì cũng mang tội với nhà họ Lý, cái nhà họ Tô này sớm muộn gì cũng bị Tô Yên làm hại. Tô Đình Nghiêm nghĩ đến lời cảnh báo của Lục Cận Phong lúc trước, ông không thể làm chủ cuộc hôn nhân của Tô Yên, có lẽ là bởi vì mang tội với nhà họ Lục nên Lục Cận Phong mới nói như vậy, nói không chừng sớm muộn gì bọn họ cũng tìm Tô Yên tính sổ. Nghĩ vậy, Tô Đình Nghiêm càng muốn nhanh chóng cắt đứt quan hệ với Tô Yên, để tránh vạ lây người vô tội. Tô Đình Nghiêm vừa đi, Tần Phương Linh đã kéo tay Tô Vân lại rồi khóc, Tiểu Vân, nếu như tối nay con không trở lại thì mẹ đã bị đánh chết. Mẹ, Tô Vân an ủi, sao mẹ lại không cẩn thận để bị Tô Yên tính kế vậy? Cái con nhỏ chết tiệt kia, mẹ sẽ không bỏ qua món nợ ngày hôm nay đâu. Đôi mắt của Tần Phương Linh tràn ngập thù hận, nói quá to làm động đến vết thương trên mặt, đau đến không chịu được, điều này làm nỗi hận trong bà ta cũng sâu hơn. Tần Phương Linh nhanh chóng ngồi xuống ghế sofa, Tiểu Vân, may mà vừa rồi con nhanh trí, mẹ thật mừng vì con trưởng thành hơn so với trước kia. Tần Phương Linh không ngờ Tô Vân thay đổi, chỉ dùng 2-3 câu để Tô Đình Nghiêm đồng ý cắt đứt quan hệ với Tô Yên. Sự ghen ghét hiện lên dưới đáy mắt Tô Vân, Sở Hướng Nam còn chưa dứt tình với Tô Yên, con sẽ không để Tô Yên sống tốt. Ngày hôm sau, Tô Yên tỉnh lại. Tô Yên duỗi người, ngửi được mùi thơm bay đến từ phòng bếp thì bỗng dưng cảm thấy đói bụng. Tô Yên mang dép đi đến phòng bếp, Lục Cận Phong đã làm xong bữa sáng tình yêu. Trứng chiên thịt hun khói, bánh mì kẹp kem. Tỉnh rồi, em rửa tay đi rồi ăn. Lục Cận Phong cười đặt bữa sáng lên bàn. Nếu để đám người của nhà họ Lục biết, đường đường là người nắm quyền của nhà họ Lục lại làm bữa sáng cho bạn gái ở trong căn phòng chưa đến 30 mét vuông, thì e là sẽ kinh ngạc đến ngoác mồm. Nhìn bữa sáng nóng hổi, Tô Yên cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Nhưng sự tự ti từ tận đáy lòng cô cũng trào ra mãnh liệt. Bây giờ Lục Cận Phong đốt tốt với cô như vậy, nhưng nếu như anh biết cô lừa anh thì sao đây? Nếu biết cô đã sinh con thì sao? Vâng, Tô Yên khẽ cười. Vẫn không đổi nét mặt. Lục Cận Phong nhắc nhở, không đi làm nhanh thì trễ đấy. Đúng ha, Tô Yên vừa nhìn đồng hồ vừa nhanh chóng rửa mặt thay quần áo, cô đứng ở sau bức bình phong, không cho phép nhìn lén. Lục Cận Phong dở khóc dở cười, có nơi nào trên cơ thể của Tô Yên mà anh chưa thấy qua. Thay quần áo xong, Tô Yên ngồi xuống ăn điểm tâm, đột nhiên Lục Cận Phong nói, Yên Yên, hay là chúng ta đổi sang phòng lớn hơn đi. Tuy phòng này ấm áp nhưng lại quá nhỏ. Anh không muốn Tô Yên phải chịu khổ trong căn phòng nhỏ như thế này. Nhắc đến đổi phòng, Tô Yên lập tức xoắn suýt, hiện tại giá cả ở đế đô đắt như vậy, tiền thuê phòng quá cao, nếu như đổi thì không có lợi lắm, hơn nữa giao thông ở đây cũng rất tiện lợi, một người ở cũng đủ rồi. Chương 31. Đối với sinh hoạt, Tô Yên rất biết tính toán tỉ mỉ. Cô hận không thể bẻ một đồng tiền ra làm hai để dùng. Bệnh của Tô Duy cũng làm Tô Yên lo lắng. Cô muốn kiếm nhiều tiền hơn, như vậy Tô Duy không cần phải dựa vào nhà họ Tô nữa. Một người ở. Đây là Tô Yên không có ý định để Lục Cận Phong vào ở. Anh có tiền, Lục Cận Phong còn chưa nói xong thì đã bị Tô Yên cắt đứt. Có tiền cũng không thể phung phí, anh chạy xe công nghệ nhiều như vậy cũng cực khổ chứ. Tô Yên nói, được rồi, anh mang xe đi sửa, tối hôm qua đã nói rồi, mấy ngày nay anh cứ ở chỗ của em, đừng đi đâu hết, nghỉ ngơi thật tốt, có nghe không? Đây là bạn gái không nỡ thấy anh khổ cực. Lục Cận Phong nở nụ cười, được, nghe em hết. Tô Yên vội vàng ăn vài miếng, em phải đi làm,
ngoan ngoãn nghe lời, ở nhà chờ em trở lại. Được. Lục Cận Phong vô cùng cưng chiều Tô Yên. Tô Yên vừa ra khỏi cửa thì An Hinh gọi đến, Tô Yên, cậu có xem tin tức không đấy? Cha của cậu cắt đứt quan hệ với cậu. Tối hôm qua An Hinh đi trước nên cũng không biết chuyện xảy ra sau này, bây giờ mới biết được. Tô Yên lên mạng xem, đúng là Tô Đình Nghiêm để luật sư công bố là Tô Đình Nghiêm chấm dứt quan hệ với cô thật. Cô cũng không còn là con gái của nhà họ Tô. Xem ra Tô Đình Nghiêm sợ dính líu quan hệ với Tô Yên, cho nên chỉ nói cắt đứt quan hệ với cô ở trên mạng chứ không đưa bất cứ tấm hình nào. Cô là con gái lớn nhà họ Tô, nhưng từ trước đến nay cô chưa bao giờ có cơ hội xuất hiện với thân phận là con gái của Tô Đình Nghiêm cả. Không có mấy người biết con gái lớn của nhà họ Tô là ai, nhưng bây giờ đều biết con gái lớn của nhà họ Tô bị đuổi ra khỏi cửa. Con gái có cha đi thêm bước nữa, còn bản thân thì bị bỏ rơi hoàn toàn, nếu như nói Tô Yên không hề khó chịu thì đó là giả. Tô Yên cũng biết rõ, đây là Tô Đình Nghiêm sợ mang tội với nhà họ Lý cho nên mới cắt đứt quan hệ. Cha của người khác khi thấy con gái của mình bị ức hiếp thì sẽ bảo vệ, còn cha của cô, vừa vô tình vừa ích kỷ, chỉ biết đuổi cô ra khỏi nhà. Chuyện Tô Đình Nghiêm chấm dứt quan hệ với Tô Yên làm chấn động Internet. Tất nhiên Lục Cận Phong cũng đọc được. Lúc này ánh mắt anh trở nên lạnh lẽo, chợt thấy đau lòng Tô Yên. Thừa dịp Tô Yên không ở đây, Lục Cận Phong trở về nhà cũ của nhà họ Lục. Đeo mặt nạ có vết sẹo vào, ngồi lên xe lăn rồi tỏ vẻ ốm yếu. Khắp nơi ở nhà cũ của nhà họ Lục này đều có đầy tai mắt, muốn giấu giếm những kẻ đầy tham vọng của nhà họ Lục này thì không thể thả lỏng được. Vạn nhất đã tới từ sớm, lão đại, anh có đọc được tin tức trên mạng không? Nói thật, đây là lần đầu tiên em nhìn thấy một người cha đáng sợ cùng tuyệt tình như vậy. Không biết nếu như Tô Đình Nghiêm biết con gái của mình được lão đại xem trọng thì có hối hận hay không? Chỉ là người không quan trọng mà thôi, ông ta bỏ Tô Yên. Về sau cũng sẽ không còn bất cứ quan hệ nào với Tô Yên. Lục Cận Phong nhàn nhạt nói, nhưng thật ra lại đỡ phiền. Vạn nhất đồng ý, cũng đúng, để ý đến loại cha vừa vô tình vừa ích kỷ như vậy làm gì. Bọn họ đang. Chương 32. Từ khi ba người vợ chết, thanh danh khắc vợ của Lục Cận Phong trở nên nổi tiếng, hơn nữa mặt của anh còn bị hủy, chân thì què, chỉ sống được có mấy năm, cho nên các cô gái ở đế đô không ai dám gả vào. Thân là mẹ, bà biết con trai của mình muốn làm chuyện lớn, giả vờ bị hủy hoại nhan sắc cùng què chân, nhưng cũng không thể làm lỡ việc tìm con dâu với ôm cháu của bà được. Thật ra nếu như năm đó không phải Lục Cận Phong mạng lớn thì cũng đã chết ở trong trận tai nạn xe cộ kia rồi. Nhà họ Lục là gia đình lớn có đến mấy trăm người, người ở dòng bên rất nhiều, ai cũng nhìn chằm chằm vị trí người đứng đầu của nhà họ Lục. Đây là vị trí không dễ ngồi. Ánh mắt Lục Cận Phong lạnh lùng nhìn Vạn Nhất. Vạn Nhất lập tức nói, lão đại, chuyện này không thể trách em, tối hôm qua anh ra mặt vì cô Tô, có thể là cậu của anh đã nhìn thấy. Con à, con có bạn gái thì là chuyện tốt, con giấu mẹ làm gì? Trần Tổ Anh cười nói, nghe nói đó là con gái nhà họ Tô phải không? Khi nào thì con định dẫn người về cho mẹ nhìn một cái? Con không rảnh, Lục Cận Phong nhíu mày. Nếu con không dẫn về thì mẹ sẽ tự đi gặp. Trần Tổ Anh rất kích động, con yên tâm. Mẹ sẽ không làm hỏng chuyện của con, bảo đảm cũng chỉ nhìn thôi. Lục Cận Phong biết rõ tính cách của mẹ mình, nếu muốn cản thật thì sẽ gây ra chút chuyện. Giọng nói của Lục Cận Phong trong trẻo nhưng lạnh lùng, đừng dọa cô ấy. Đứa nhỏ này, mẹ không đi dọa người, mẹ chỉ muốn nhìn con dâu tương lai. Trần Tố Anh cười, mẹ đi đây. Trần Tổ Anh vội vàng tới, lại vội vàng đi. Vạn Nhất lo lắng hỏi, lão đại, anh để bác gái đi tìm cô Tô thật. Lỡ như làm hỏng chuyện của anh thì sao? Mẹ của tôi có chừng mực, Lục Cận Phong cong môi, con dâu xấu cũng phải gặp cha mẹ chồng. Biệt thự nhà họ Tô. Sau khi xem tin tức trên mạng, Tô Yên đã nghỉ nửa ngày để đến nhà họ Tô. Lúc này Tô Yên đang đứng trước cửa biệt thự nhà họ Tô, rõ ràng đây là nơi cô sinh ra và lớn lên, nhưng nơi này lại làm cô cảm thấy xa lạ, đây đã không còn là nhà của cô. Người giúp việc mở rộng cửa. Sau khi nhìn thấy Tô Yên thì sửng sốt một chút rồi vào trong gọi một tiếng, bà chủ, ông chủ, cô cả về rồi. Cô cả cái gì chứ, đã chấm dứt quan hệ với nhà họ Tô đã không còn cô cả. Giọng nói the thé của Tần Phương Linh truyền ra từ bên trong, sau đó thì bà ta cũng đi ra. Tần Phương Linh thấy Tô Yên thì hận nghiến răng nghiến lợi, cũng là nhờ Tô Yên mà bà ta mới bị thương như vậy. Hiện tại bà ta không còn mặt mũi ra khỏi cửa gặp người, mặt mũi bầm dập.
chỉ có thể trốn trong nhà. Trải qua một đêm, máu bầm trên mặt Tần Phương Linh trở nên nghiêm trọng hơn, đến nỗi Tô Yên cũng thấy kinh ngạc. Cô biết chắc chắn Tô Đình Nghiêm sẽ không để Tần Phương Linh được yên ổn, không ngờ ông ta ra tay ác thật. Tô Yên lấy lại bình tĩnh, cô cười nói, dì Tần, suýt chút nữa thì không nhận ra rồi, mặt còn đau không? Tô Yên, Tần Phương Linh nghiến răng nghiến lợi, hung tợn nhìn Tô Yên, con nhỏ chết tiệt, đừng đắc ý quá sớm, hiện tại cha của mày đã chấm dứt quan hệ với mày. Mày không phải là người của nhà họ Tô nữa rồi, cút nhanh lên. Tôi đến lấy đồ, lấy xong rồi đi ngay. Giọng của Tổ Yên rất lạnh lùng, tôi cũng không muốn bước vào căn nhà này lần nào nữa. Vật gì vậy, nhà này còn có cái gì là của mày? Tần Phương Linh giễu cợt, mày ăn của nhà họ Tô, ở nhà họ Tô, không bảo mày trả lại hết là đã không tệ rồi, mày đừng có mà mơ tưởng đến tài sản của nhà họ Tô. Đúng lúc này, một giọng nói của con trai truyền đến từ phía sau. Người mơ tưởng đến tài sản của nhà họ Tô là mấy người? Nghe vậy, Tô Yên quay đầu, nhìn thấy người đến là Tô Duy thì vội vàng đi lại đỡ, kinh ngạc nói, Tiểu Duy, sao em lại đến đây, sao không nằm viện mà đến nơi này làm gì? Nếu em không đến thì chị sẽ bị mụ phù thủy này ức hiếp. Tuy Tô Duy gầy nhưng cặp mắt lại sắc bén như sói, mụ phù thủy, bà dám nói chị tôi một câu nữa xem. Chương 33. Tần Phương Linh hơi sợ Tô Duy. Đặc biệt là sự hung dữ trong mắt Tô Duy làm bà ta yếu thế thêm đôi chút. Mẹ, để bọn họ vào đi. Tô Vân vừa cười vừa đi ra với dáng vẻ xem kịch vui. Tô Yên, cha bảo chị đến phòng đọc sách, mang tội với nhà họ Lý, tôi chờ xem rốt cuộc chị sẽ thế thảm như thế nào. Chắc chắn chị của tôi sẽ sống tốt hơn mấy người. Tô Duy nói lại. Tô Vân cười nhạt, được cái miệng mà thôi, nếu nhà họ Tô không bỏ tiền ra thì mày đã chết trong bệnh viện lâu rồi. Tiểu Duy. Đừng phí lời cùng mấy người này. Tô Yên lạnh lùng nói, em đứng đây chờ chị một chút, chị xuống ngay. Được, chị đi đi, có việc thì gọi to lên, em xem Tô Đình Nghiêm dám làm gì chị. Cảm giác có người bảo vệ thật tốt. Một dòng nước ấm chảy trong lòng Tô Yên. Tô Yên lên lầu, Tô Đình Nghiêm trong phòng đọc sách, nhìn thấy Tô Yên đi vào thì lạnh mặt, không có chút yêu thương nào, mày còn đến làm gì. Đi nhanh đi, đừng dính líu đến nhà họ Tô. Đây là tai họa do mày gây ra, đừng trách tạo. Cha, à không, hiện tại chúng ta đã không còn là cha con nữa rồi, lại kêu như vậy thì không ổn. Tô Yên cười khẩy, Tổng Giám Đốc Tô. Bốn tiếng Tổng Giám Đốc Tô vô cùng châm chọc, làm Tô Đình Nghiêm chợt thấy áy náy. Đây là tấm séc 100.000, mày cầm đi, xem như là bồi thường cuối cùng của tạo cho mày. Tô Đình Nghiêm lấy tấm séc đã chuẩn bị từ trước ra. Nhìn tấm séc kia, Tô Yên cảm thấy trái tim trở nên lạnh lẽo. Không cần, Tổng Giám Đốc Tô cứ giữ lấy đi. Tôi không đến lấy tiền, nếu như Tổng Giám Đốc Tô muốn cắt đứt quan hệ cha con thì xin hãy xóa tên tôi ra khỏi sổ hộ khẩu. Từ nay về sau, tôi không còn bất cứ quan hệ nào với nhà họ Tô nữa. Đây chính là mục đích của Tô Yên. Không giải quyết chuyện hộ khẩu thì sau này sẽ gặp phiền phức. Tô Đình Nghiêm không ngờ Tô Yên tới cửa vì chuyện hộ khẩu, nhìn thấy Tô Yên còn tuyệt tình hơn ông ta thì hừ một tiếng. Cất tấm séc đi, tao sẽ sai người cắt khẩu. Vậy thì cảm ơn Tổng Giám Đốc Tô. Tô Yên lãnh đạm nói, trong nhà còn có di vật của mẹ tôi muốn lấy đi. Di vật của mẹ rất quan trọng. Tùy mày, Tô Đình Nghiêm đã sớm cảm giác mấy thứ đồ kia đem lại vận xui, cho nên ông ta rất sảng khoái đáp lại, đồ của mẹ mày đều để ở trong nhà kho, tự đi mà lấy xong thì nhanh chóng cút, kẻo người nhà họ Lý tìm tới đây thì rách việc. Thấy dáng vẻ kinh sợ của Tô Đình Nghiêm, hận một nỗi không thể cắt đứt quan hệ với mình, Tô Yên cảm thấy trong lòng nguội lạnh. Ông yên tâm, tôi nhất định sẽ không làm liên lụy tới nhà họ Tô, chuyện mà tự tôi làm thì tự tôi sẽ giải quyết, mấy năm nay tôi cũng quen rồi. Tô Yên, nhếch miệng, kể từ khi Tần Phương Linh bước vào trong căn nhà này, phản bội mẹ tôi thì trái tim tôi cũng đã chết rồi. Tô Yên, mày nói linh tinh cái gì vậy? Đứa con gái bất hiếu, mày còn nguyền rủa cả bố ruột của mày nữa à? Tô Đình Nghiêm không nén nổi tức giận. Vậy mà lại khiến Tổng Giám Đốc Tô tức giận rồi. Cái này. Chương 34. Vâng, tôi cũng đánh giá thấp Tổng Giám Đốc Tô rồi, đúng là gừng càng già càng cay. Tô Yên bình tĩnh nhìn Tô Đình Nghiêm, tiền quỹ để mua bán trong công ty, tối qua cũng không tính là tôi lừa ông, chẳng phải tiền vốn đầu tư đã dâng lên tận cửa cho ông rồi sao? Tổng Giám Đốc Tô không phải vì muốn giữ lại Tần Phương Linh để trục lợi bên Chu Hoàng Long đấy chứ? Cũng mới vừa nãy thôi. Tô Yên đã nhìn thấu ý đồ của Tô Đình Nghiêm. Thật sự cô rất bái phục Tô Đình Nghiêm,
ông ta có thể nhịn nhục để người khác cắm sừng mình, định lợi dụng Tần Phương Linh để trục lợi từ chỗ Chu Hoàng Long. Bị nói trúng tim đen, Tô Đình nghiêm túc đến mức đỏ mặt tía tai, hổn hển nói, mày nói linh tinh cái gì đấy, mau lấy đồ rồi đi đi cho tao. Tô Yên chẳng thèm đứng lại thêm một giây nào, cô lập tức xoay người đi về nhà kho. Cửa nhà kho không khóa, bên trong đều là đồ đạc cũ không còn sử dụng đến, người giúp việc cũng ít khi vào đây, cho nên rất bẩn. Tô Yên tìm thấy di vật của mẹ, là một cái hòm bằng gỗ lim đã bị phủ một lớp bụi. Bên trong cái hòm này đựng cái gì, Tô Yên cũng không biết, cô chưa bao giờ nhìn thấy nó. Trước lúc mẹ cô mất, bà ấy đã dặn rằng cái hòm này là cố ý để lại cho cô. Từ sau khi Tần Phương Linh bước vào nhà, đã mấy lần bà ta để ý tới cái hòm này, Tô Yên phải ra mặt bà ta mới thôi không tìm cách mở cái hòm này ra nữa, về sau cũng chẳng biết sao nó lại bị giấu trong này. Tô Yên cũng không ngờ Tô Đình Nghiêm lại vứt cái hòm di vật của mẹ cô để lại vào trong nhà kho này. Tô Yên lau sạch lớp bụi trên mặt hòm rồi ôm nó đi xuống dưới lầu, vừa đi đến phòng khách thì cô đã thấy người giúp việc hớt hải chạy tới nói, bà chủ, ông chủ, người nhà họ Lý tới rồi. Không ai ngờ được người nhà họ Lý lại tới sớm thế. Tô Yên ôm chiếc hòm đứng nguyên tại chỗ, chỉ còn vài bậc thang nữa là xuống dưới lầu rồi. Tô Đình Phong ở ngay đằng sau phát hoảng, đưa nó ra bằng cửa sau, đừng liên lụy đến chúng tôi. Tô Đình Nghiêm dùng sức kéo Tô Yên ra, ông ta gấp đến độ như muốn ném cô ngã sang một bên. Nhất thời Tô Yên đứng không được vững, suýt nữa thì ngã từ trên cầu thang xuống, cô nhanh như cắt bầu vào lan can, chân thì ngoắc vào một cột gỗ ngay bên cạnh, đau đến mức cô phải hít vào một ngụm khí lạnh, ngay lập tức, nước mắt cô không ngừng tuôn rơi. Lúc đó tâm trạng Tô Yên như rơi vào băng lạnh, trong lòng cảm thấy cực kỳ lạnh lẽo. Tô Yên lại cảm nhận được sự lạnh bạc của cha mình thêm một lần nữa. Chị Tô Duy nhanh chóng chạy tới đỡ Tô Yên, rồi cậu ta quay sang Tô Đình Nghiêm, ông dám động vào chị tôi. Nói xong, Tô Duy định xắn tay áo lên ra tay. Tiểu Duy, Tô Yên cố nén cơn đau ở eo ngăn Tô Duy lại, cô nhìn ánh mắt lạnh lùng vô tình của Tô Đình Nghiêm rồi nói, Tổng Giám Đốc Tô, ông yên tâm, tôi sẽ không liên lụy đến ông đâu. Trong người cô chảy dòng máu của Tô Đình Nghiêm, cho dù cô có tức giận hay căm thù đến đâu thì cũng không thể động tay chân với ông ta. Tô Đình Nghiêm bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Tổ Yên, trong lòng ông ta cảm thấy hơi hụt hẫng, ánh mắt thoáng hiện lên một chút áy náy, thế nhưng vừa thấy Lý Mộc Sinh thì chút áy náy đó liền tan biến hoàn toàn, chỉ còn lại sự căm hận đối với cô mà thôi. Bây giờ đã không kịp rời khỏi đây nữa rồi. Tổng Giám Đốc Lý tới thăm, quả là vinh dự cho tôi quá. Tô Đình Nghiêm niềm nở ra cửa chào khách. Tần Phương Linh và Tô Vân nhìn nhau, ánh mắt bọn họ đều toát lên vẻ đắc ý xem trò vui. Tổng Giám Đốc Tô, Lý Mộc Sinh cũng không nói lòng vòng, trực tiếp nói luôn mục đích của chuyến đi ngày hôm nay. Hôm nay tôi đến là vì chuyện tối qua xảy ra giữa con gái lớn Tô Yên của ông và con trai tôi. Chương 35. Nghe xong, sắc mặt của Tô Đình Nghiêm lập tức tái nhợt, ông ta tưởng rằng Lý Mộc Sinh tới hỏi tội, đối mặt với Lý Mộc Sinh đang gây khó dễ cho mình. Ông ta vội vàng nói, Tổng Giám Đốc Lý, ông hiểu lầm rồi, Tô Đình Nghiêm tối chỉ có duy nhất một đứa con gái tên Tô Vân, không phải tên Tô Yên. Tôi cũng nghe nói qua một chút về chuyện tối qua, ông muốn xử lý Tô Yên như nào cũng được, nó không liên quan đến nhà họ Tô chúng tôi, Tô Đình Nghiêm tôi cũng sẽ không có nửa câu oán giận. Vốn là Lý Mộc Sinh chưa biết chuyện Tô Đình Nghiêm đã cắt đứt quan hệ với Tô Yên, tin tức đầy trên mạng, có điều ông ta là một người thông minh, vừa nghe đã biết được suy nghĩ của Tô Đình Nghiêm. Tần Phương Linh đứng một bên cũng hùa theo, đúng đúng đúng, Tổng Giám Đốc Lý à, kẻ đánh người là Tô Yên, không liên quan đến nhà họ Tô. Tô Yên ở đằng kia, ông cứ việc đi tìm nó tính sổ. Tần Phương Linh chỉ tay về phía Tô Yên. Lý Mộc Sinh nhìn thấy Tô Yên, ánh mắt ông ta hiện lên tia kinh ngạc. Lý Mộc Sinh đã gặp qua vô số người, cũng từng nghe con trai mình nhắc tới Tô Yên là một cô gái vô cùng xinh đẹp, nhưng giờ tận mắt nhìn thấy cô mới cảm thấy cực kỳ kinh ngạc. Điều khiển Lý Mộc Sinh sững sờ không chỉ có ngoại hình xinh đẹp của Tô Yên mà còn bởi khí chất thanh nhã phóng khoáng toát ra từ người cô. Tựa như một đóa u lan nơi cùng cốc, lẳng lặng đơm hoa, đoan trang tao nhã, có phong thái của một người đứng đầu. Điều này càng khiến Lý Mộc Sinh ngộ ra được lý do vì sao cậu cả nhà họ Lục Cận Phong lại để ý tới cô, không đơn giản chỉ vì ngoại hình. Nhất định sau này Tô Yên sẽ trở thành một bà chủ rất khác của nhà họ Lục. Tô Vân thấy Lý Mộc Sinh nhìn chằm chằm Tô Yên thì chắc mẩm phen này Tô Yên xong đời rồi, nghĩ vậy cô ta bèn cảm thấy vô cùng đắc ý. Tô Yên bước lên đằng trước một cách quang minh chính đại, vô cùng bình tĩnh mà nói, Tổng Giám Đốc Lý,
tôi chính là Tô Yên, tôi rất xin lỗi vì chuyện xảy ra tối qua, về phần vết thương của cậu chủ nhà ông, tôi rất lấy làm tiếc. Cô cũng biết hôm nay không dễ gì nhà họ cho qua chuyện, thế nên cũng đã sớm chuẩn bị sẵn tinh thần. Tô Yên làm như vậy, cũng là vì không muốn liên lụy Lục Cận Phong, với cái tính có thù tất báo của Lý Văn, nếu như thực sự nhà họ Lý tìm tới hỏi tội Lục Cận Phong thì e sẽ gây khó dễ cho anh ở thành phố này. Trong lúc mọi người đều đang đợi Lý Mộc Sinh gây khó dễ cho Tô Yên thì Lý Mộc Sinh lại vô cùng kính nể nói, cô Tô, là do tôi dạy con không tốt, cho nên hôm nay tôi tới là muốn đặc biệt thể hiện thành ý muốn xin lỗi cô, hôm qua cô làm vậy là đúng, tôi còn phải biết ơn cô Tô đây đã ra tay, giúp tôi giáo huấn lại thằng con bất hiếu này. Lời nói của Lý Mộc Sinh khiến tất cả mọi người đều chấn động tới mức suýt rơi cả mắt kính. Tần Phương Linh trợn tròn mắt, Tổng Giám Đốc Lý, có phải ông nói nhầm không? Không phải ông đến đây để hỏi tội sao? Tô Yên cho người đánh Lý Văn phải nhập viện đó, sao ông lại còn xin lỗi nó chứ? Tô Đình Nghiêm cũng cảm thấy thật khó tin, Tổng Giám Đốc Lý, ông thế này là có ý gì? Không phải ông tới hỏi tội Tô Yên sao? Lý Mộc Sinh mỉm cười, sao tôi lại? Chương 36. Lý Văn bị đánh cho tơi tả như vậy, vậy mà người nhà anh ta không tìm đến cô để tính sổ, ngược lại còn muốn xin lỗi ư? Lý Mộc Sinh là ai? Chính là nhà tài phiệt sở hữu tập đoàn Lý Thị ở thành phố này, nằm trong giới thượng lưu, lại có thể tới tận nhà xin lỗi Tô Yên. Chuyện này cũng thật kỳ lạ quá rồi. Thấy Lý Mộc Sinh tới không phải để hỏi tội, Tô Vân tức giận buột miệng nói, hỏng não rồi à, con trai mình bị đánh, lại còn tới đây để xin lỗi. Giọng nói của cô ta không to quá cũng không nhỏ quá, vừa đủ để từng người có mặt trong phòng khách lúc bấy giờ nghe rõ mồn một. Dám nói Lý Mộc Sinh hỏng não rồi. Khắp thành phố này làm gì có được mấy người dám nói ông ta như thế. Lý Mộc Sinh xa sầm mặt mày, không giận mà uy, tiếng chó mèo của đầu ra thế nhỉ. Thật ra Tô Vân lỡ miệng nói ra xong cũng lập tức cảm thấy hối hận, nhưng lời đã nói đâu thể rút lại được. Cô ta nhìn ánh mắt sắc bén của Lý Mộc Sinh thì sợ tới mức mặt mày biến sắc, toàn thân run rẩy, chúi phía sau lưng Tần Phương Linh. Chẳng những không được chứng kiến cảnh tượng Tô Yên bị trách mắng mà cô ta còn tự chuốc họa vào thân. Tô Vân sợ tới mức không dám hé răng nửa lời, vốn dĩ Tô Đình Nghiệm rất yêu thương cô ta mà lúc này ông ta chỉ hận không thể cắt đứt quan hệ, không còn mặt mũi nhận cô ta là con gái của mình nữa. Tô Đình Nghiêm nơm nớp lo sợ mà nói, Tổng Giám Đốc Lý, con bé không biết giữ mồm giữ miệng, mong ông thứ lỗi cho, đừng để bụng đến. Lý Mộc Sinh lạnh lùng hừ một tiếng, Tổng Giám Đốc Lý, tôi nghe nói cô con gái này của ông đáng lẽ ra được gả vào nhà họ Lục, bây giờ lại trở thành con dâu nhà họ Sở. Khuôn mặt và dáng người quả thực không tệ, có điều não chỉ có chút xíu khôn khéo. Một nơi tốt như nhà họ Lục thì không chọn, lại đâm đầu vào nhà họ Sở, đây không phải ngu xuẩn thì là gì? Tổng Giám Đốc Lý nói phải, đầu óc Tô Đình Nghiêm nông cạn, Lý Mộc Sinh nói cái gì thì chính là cái đó, cũng chẳng ngẫm cho cái ý tứ sâu xa trong lời nói vừa rồi của ông ta. Thấy Tô Đình Nghiêm cũng là loại đầu óc đần độn, Lý Mộc Sinh chẳng buồn. Tốn thời gian thêm nữa. Tưởng Trân Châu là lệ cá, Tô Đình Nghiêm cũng thật ngu xuẩn. Lý Mộc Sinh trừng mắt nhìn Tô Đình Nghiêm, vậy ra vừa rồi ý của Tổng Giám Tô là ông không có đứa con gái tên Tô Yên này sao? Bây giờ Tô Đình Nghiêm có đổi ý cũng chẳng kịp nữa, tin tức đoạn tuyệt quan hệ cha con với Tô Yên đã sớm công bố ra bên ngoài. Tô Đình Nghiêm chỉ có thể kiên trì tới cùng, xúc động mà nói, có lẽ là do duyên phận làm cha con giữa tôi và Tô Yên đã cạn, tôi đã cắt đứt quan hệ cha con với nó rồi. Vừa nghe nói thế, Lý Mộ Sinh lập tức phấn khởi vỗ tay, nói tốt. Câu này của ông ta khiến tất cả mọi người đều khó hiểu. Trong khi mọi người vẫn đang chẳng hiểu mô tê gì thì Lý Mộc Sinh đã đi tới chỗ Tổ Yên, ông ta cất giọng thành khẩn nói với cô Tô, cả đời Lý Mộc Sinh tôi không có con gái, chỉ có duy nhất một đứa con trai, tôi vẫn luôn mong có một cô con gái, vừa gặp cô Tô đây, tôi đã có cảm giác thân thiết như người nhà, rất muốn nhận cô làm con gái nuôi của tôi, cô có bằng lòng không? Con gái nuôi. Ba chữ này vang lên như sét đánh ngang tại Tô Yên. Mà lúc này, Tô Đình Nghiêm và Tần Phương Linh cũng kinh ngạc đến mức trợn mắt há mồm. Tô Vân thấy thế thì ghen ghét đố kỵ. So với nhà họ Lý, đừng nói là nhà họ Tô mà ngay cả nhà họ Sở cũng phải nhượng bộ mấy phần. Nếu như Tô Yên thật sự trở thành con gái nuôi của Lý Mộc Sinh thì chẳng phải địa vị của cô sẽ cao hơn hẳn Tô Vân, lúc đó chỉ cần cô dẫm chân một phát, Tô Vân sẽ lập tức bẹp dí hay sao? Tô Vân đố kỵ tới mức phát điên, sao cô ta có thể chịu để cho Tô Yên dẫm lên đầu mình như vậy chứ?
Mà đối với chuyện Lý Mộc Sinh muốn nhận mình làm con gái nuôi này, Tô Yên cũng vô cùng bất ngờ. Cha ruột vứt bỏ cô, vừa mới ngoảnh đi lại có một người đàn ông muốn nhận cô làm con nuôi, chuyện này chẳng khác nào kéo cô từ vũng bùn nhơ nhấp lên thiên đường cả. Chương 37. Lý Mộc Sinh rất chân thành, không giống như đang đùa giỡn, nhưng Tô Yên vẫn cảm thấy như một giấc mơ. Tổng giám đốc Lý, ông nghiêm túc đấy hả? Tô Yên nuối một ngụm nước bọt, cố gắng giữ vững tinh thần, sao ông lại muốn nhận tôi làm con gái nuôi kia chứ? Lý Mộc Sinh mỉm cười đầy hiền hậu, Lý Mộc Sinh tôi một khi đã nói ra thì sẽ không thay đổi, tôi cảm thấy mình có duyên với cô Tô, có lẽ đó chính là duyên phận, chỉ cần cô Tô đồng ý thì cô lập tức sẽ trở thành con gái nuôi duy nhất của Lý Mộc Sinh tôi cũng sẽ đối xử với cô như với con gái ruột của mình. Con gái ruột. Điều đó có nghĩa là cho dù Tô Yên không có phần trong tài sản của nhà họ Lý thì tuyệt đối cũng sẽ không bị bạc đãi. Quả thật chuyện này nghe vô cùng hấp dẫn. Tô Vân Hận không thể làm con nuôi của Lý Mộc Sinh, chuyện tốt như vậy sao lại có thể để Tô Yên hưởng được chứ? Lý Mộc Sinh là người kinh doanh làm ăn, ông ta sẽ không giao dịch cái gì mà không đem lại giá trị cho mình, ông ta nhận Tô Yên làm con gái nuôi chính là bởi vì đánh cược sớm muộn gì Tô Yên cũng sẽ trở thành nữ chủ nhân của nhà họ Lục. Một khi ông ta thắng ván cược này thì nhà họ Lý chẳng những không bị tổn hại bất cứ thứ gì mà ngược lại sẽ có được rất nhiều lợi ích. Tô Duy nghe thế thì mủi lòng chị, còn đứng ngây ra đó làm gì, mầu đồng ý đi, đây quả là chuyện tốt từ trên trời rơi xuống mà, có nhà họ Lý làm chỗ dựa đằng sau, để xem còn ai dám bắt nạt chúng ta nữa không. Những gì Tô Duy nói đúng là sự thật. Tô Đình Nghiêm nghe thế thì đỏ mặt tía tai, vô cùng xấu hổ. Tần Phương Linh thì lẩn tránh ánh mắt không dám trực tiếp nhìn vào mắt Tô Yên. Tô Yên cũng đâu phải đồ ngốc, cô biết chuyện này đâu phải việc tốt đẹp gì, mà đúng ra lại là một cạm bẫy. Có điều, nếu cô trở thành con gái nuôi của nhà họ Lý thì sẽ có thể khiến cho đám người kia bẽ mặt. Không phải Tô Đình Nghiêm muốn cắt đứt quan hệ cha con với cô hay sao? Không phải sợ cô làm liên lụy tới nhà họ Tô sao? Không phải lúc nào Tô Vân cũng muốn đẻ đầu cưỡi cổ cô hay sao? Vậy thân phận con gái nuôi của Lý Mộc Sinh này, cô sẽ nhận. Cô không cần những thứ khác, chỉ cần cái danh con gái nuôi của nhà họ Lý là đủ rồi. Được, Tô Yên đồng ý, cô mỉm cười nhìn đám người Tô Đình Nghiêm một lượt, sau đó bật cười vui vẻ với Lý Mộc Sinh, tôi cũng thấy mình rất có duyên với Tổng Giám Đốc Lý đây, cũng có một cảm giác thân thiết như người nhà. Có ai không biết nói dối chứ? Lý Mộc Sinh mỉm cười hài lòng, tốt, tốt, lát nữa cha sẽ cử người tổ chức tiệc nhận con gái nuôi. Để cho tất cả mọi người đều biết được con chính là con gái nuôi của cha, Lý Mộc Sinh cũng có một đứa con gái. Tô Yên không ngờ còn có tiệc mừng nhận nuôi con gái. Long trọng thế sao? Xem ra ông ta vô cùng xem trọng chuyện này. Tô Vân tức đến đỏ cả mắt. Tần Phương Linh vừa ngưỡng mộ vừa tức giận, bà ta hung hăng xô Tô Đình Nghiêm sang một bên. Tô Đình Nghiêm tỉnh táo lại bèn vội vàng đi lên đằng trước, bày ra vẻ tươi cười, thái độ quay ngoắt 180 độ. Nói Tổng Giám Đốc Lý, con gái tôi có duyên là con gái nuôi của ông, quả thật là phúc phần của Yên Yên. Tổng Giám Đốc Tô, chẳng phải vừa nãy ông tuyên bố đã cắt đứt quan hệ cha con với con gái ông rồi sao? Lý Mộc Sinh cắt ngang lời của Tô Đình Nghiêm, còn giả bộ như ngạc nhiên mà nói tiếp, trí nhớ của Tổng Giám Đốc Tô kém như vậy rồi sao, chưa gì mà đã quên ngay rồi. Lời này khiến Tô Đình Nghiêm nhục nhã xấu hổ đến chết, ý cười trên gương mặt Tô Yên càng lúc càng sâu hơn. Chỉ là nụ cười của cô chẳng hề có chút ấm áp nào cả. Tô Duy châm chọc, bây giờ thấy chị tôi trở thành con gái nuôi của nhà họ Lý nên lập tức quay ra nịnh nọt hả? Này chẳng phải tự vả vào mặt mình sao? Ông không cảm thấy mặt mình bị vả đau à? Lời này thật là nghe sướng cả lỗ tai. Sắc mặt của Tô Đình Nghiêm lập tức đanh lại, vô cùng khó coi. Tô Yên cười lạnh, Tổng Giám Đốc Tô, đây là lần cuối cùng tôi bước chân vào nhà họ Tô, khoảnh khắc tôi đi ra khỏi cánh cửa rách nát này. Tôi và nhà họ Tô sẽ không còn liên quan gì đến nhau nữa, cũng mong ông nhớ cho kỹ những gì ông vừa nói. Chương 38. Tô Duy lại chế giễu, làm người ấy mà, đừng có thực tế quá, không thì sẽ có lúc tự mình vả mặt mình đó, bây giờ muốn nhận chị tôi nói cho ông biết, muộn rồi, lúc ông bảo cắt đứt quan hệ cha con với chị tôi thì sao lại dứt khoát thế, vậy thì sau này phiền ông đừng quấy rầy chị tôi nữa. Lý Mộc Sinh liếc Tô Đình Nghiệm một cái rồi quay sang nói với Tô Yên. Xe đậu ở cửa, chúng ta đi thôi, tìm một nơi để cùng bàn bạc về tiệc nhận con nuôi, con có ý kiến gì cũng đều có thể đề xuất. Nơi này, Tô Yên cũng chẳng muốn ở lại thêm phút giây nào nữa. Tô Yên xách theo cái hòm gỗ,
cố nhịn cơn đau ở eo mà rời khỏi nhà họ Tô. Tô Đình Nghiêm muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi, ông ta đâu còn mặt mũi nào gọi Tô Yên nữa. Đợi bọn họ rời khỏi, lúc này Tô Vân đã không nhịn nổi cơn tức giận trong lòng được nữa, ánh mắt cô ta chứa đầy sự căm thù, cái số của Tô Yên sao lại có thể may mắn như vậy, sao Tổng Giám Đốc Lý lại nhận cô ta làm con gái nuôi, cô ta trở thành con gái nuôi của bọn họ thì chẳng phải sẽ dẫm lên đầu lên cổ con hay sao? Đầu óc tên Lý Mộc Sinh này có vấn đề sao, con tiện nhân Tô Yên kia thì có gì tốt? Tân Phương Linh nghĩ mãi không thông, Tiểu Vân của chúng ta tốt hơn Tô Yên gấp trăm lần, nếu như muốn nhận, cũng phải nhận Tiểu Vân. Đầu hai người các người mới có vấn đề, lửa giận trong lòng Tô Đình Nghiêm bùng lên, nuối tiếc nói tại sao tôi lại nghe lời hai người cắt đứt quan hệ cha con với Tô Yên, đó là người nhà họ Lý, chỉ cần bám vịn được nhà họ Lý, vậy thì nhà họ Tô chúng ta sẽ có thể một bước tiến vào giới thượng lưu đế đô, địa vị cũng sẽ khác rồi. Tô Đình Nghiêm thật sự hối hận rồi. Có nhà họ Lý giúp đỡ, vậy thì vấn đề nào của công ty mà không giải quyết được? Hiện tại không những bỏ lỡ cơ hội tiến lên một bậc, còn có khả năng đã đắc tội Lý Mộc Sinh, ruột gan ông ta vô cùng xót xa. Tô Vân nhìn thấy Tôn Đình nghiêm túc không nói nên lời, cô ta biết lúc này Tôn Đình Nghiệm rất hối hận và phẫn nộ, nhanh chóng động viên, ba, thiếu một nhà họ Lý cũng không có gì to tát, chúng ta vẫn có thể tạo mối quan hệ với nhà họ Chu, dựa vào con là, hiện tại con là mợ cả của nhà họ Sở. Chú Chu nhất định sẽ nể mặt. Tô Vân đã suýt chút nữa lỡ miệng, may mắn cô ta phản ứng nhanh. Tần Phương Linh cắn răng, hung dữ nói, bây giờ chúng ta đã đắc tội với Tô Yên, vậy là đã đắc tội với nhà họ Lý, con đường này không thể đi tiếp, chúng ta vẫn còn nhà họ Chu, sợ cái gì chứ, thêm vào đó, tôi không tin Lý Mộc Sinh thật sự nhận Tô Yên làm con gái, chỉ là nói ngoài miệng mà thôi. Chuyện đến nước này Tô Đình Nghiêm chỉ có thể hy vọng vào nhà họ Chu. Chiếc sừng này của ông, sao có thể coi như mọc không như vậy được. Tô Yên rời khỏi nhà họ Tô, đưa chiếc hộp bằng gỗ lim cho Tô Duy, để cậu ta quay về bệnh viện trước. Cô và Lý Mộc Sinh còn có chuyện để nói. Hai người tìm nơi yên tĩnh rồi đỗ xe lại. Tô Yên nghi ngờ hỏi, Tổng Giám Đốc Lý, ông thật sự không truy cứu chuyện tối qua chứ? Còn nhận tôi làm con gái nuôi. Lý Mộc Sinh cười ôn hòa, không sai, chuyện tối qua không hoàn toàn trách. Nhiệm của cô, đứa con trai đó của tôi hiểu nó rất rõ, lần trước tôi đã cảnh cáo nó rồi, thằng nhóc đó đúng là không có đầu óc, lần này tôi bỏ mặc thể diện, đích thân đến nói tiếng xin lỗi với cô Tô, hy vọng cô Tô có thể lượng thứ. Tô Yên không nhìn thấy vẻ nói dối trong mắt Lý Mộc Sinh. Nhưng cô biết, chuyện này không đơn giản như vậy, nhưng lại không thể nói ra vấn đề nằm ở đâu. Không lẽ như Lục Cận Phong nói, nhà họ Lý cũng biết nói đạo lý sao? Chuyện tối qua là do Lý Văn khởi xưởng. Cho dù là thế nào, chỉ cần không truy cứu, vậy thì cả cô và Lục Cận Phong đều không sao. Tô Yên thở phào nhẹ nhõm, Tổng Giám Đốc Lý, ông có thể cho tôi biết tại sao ông lại nhận tôi làm con gái không? Như ông thấy, tôi đã không còn quan hệ với nhà họ Tô, là một đứa không có gia thế, không giúp được nhà họ Lý, một người. Chương 39. Tổng Giám Đốc Lý quá lời rồi. Tô Yên cười nhẹ, so với những lời nói khách sáo kiểu như vậy, tôi càng thích nghe sự thật hơn. Lý Mộc Sinh sảng khoái cười vài tiếng, cô Tô chất phác thẳng thắn, tôi thích, vậy thì chúng ta cứ nói toạc ra đi, nếu như cô Tô đã không nguyện ý gả vào nhà họ Lý, vậy thì tôi chỉ có thể để cô làm con gái của nhà họ Lý, cắt đứt tâm ý của con trai tôi. Đây là điểm thứ hai tôi thật lòng cảm thấy bản thân rất ăn ý với cô Tô. Lý Mộc Sinh không nói dối hai chuyện này. Tô Yên cau mày, vậy chuyện thứ ba thì sao? Lý Mộc Sinh hơi sửng sốt, ý cười càng thêm sâu, quả là không thể giấu được cô Tô, quả thật là có ba chuyện, nhưng hiện tại không phải là thời điểm để nói, thời cơ đến tự nhiên cô Tô sẽ hiểu được, nhưng mà cô Tô yên tâm, tôi không hề có ý nghĩ hại cô, tôi thành tâm thành ý muốn nhận cô làm con gái. Lý Mộc Sinh thẳng thắn có gì nói đấy, Tô Yên thật sự không nhìn ra được nửa điểm giả dối trong đó. Cô Tô, cái mác con gái nhà họ Lý thật ra cũng có lợi cho cô, chúng ta đều có được thứ chúng ta cần. Lý Mộc Sinh thừa nhận, làm con gái của Lý Mộc Sinh tôi, tuyệt đối sẽ không bạc đãi cô, vừa rồi tôi thấy sức khỏe của em trai cô không được tốt, tôi có thể mời bác sĩ tốt nhất đến xem bệnh cho em trai. Cô, Tô Yên trầm tư suy nghĩ, đột nhiên cười, quả là mua bán có lãi, cuộc làm ăn này có thể làm. Chưa cần nhắc đến những thứ khác. Chỉ nghĩ đến khuôn mặt của Tô Vân và Tầm Phương Linh là cô đã thấy hạnh phúc. Cô Tô thật thẳng thắn. Lý Mộc Sinh cười, vậy sau này tôi sẽ gọi cô là Tiểu Yên,
tôi sẽ cho người chuẩn bị lễ nhận con, chọn một ngày lành. Được. Tô Yên rất sảng khoái, dù sao cô cũng không còn gì để mất. Nói chuyện xong, Tô Yên xuống xe ở trước cửa công ty, cô chỉ xin nghỉ nửa ngày, nhịn cơn đau lưng đi làm. Chuyện vừa rồi giống như một giấc mơ. Chủ dù là thật hay giả, chuyện này đã được giải quyết. Trong lòng Tô Yên cũng yên tâm rồi. Tô Yên vừa đi vừa móc điện thoại ra, muốn gọi điện cho Lục Cận Phong, còn chưa kịp ấn gọi thì đột nhiên một người phụ nữ tràn đầy vẻ cao quý niềm nở đi về phía cô. Con chính là Tô Yên sao, Tô Tô, thật xinh đẹp, tướng mạo đẹp, có phúc khí. Mắt nhìn của con trai cô thật tốt, Trần Tố Anh đánh giá Tô Yên, càng nhìn càng thấy vừa ý. Tô Yên ngẩn người, xin hỏi cô là... Trần Tố Anh nói không suy nghĩ, cô là mẹ chồng tương lai của con. D2. C. Vừa dứt lời, bà liền bụp miệng lại, toang rồi, lỡ miệng rồi, sẽ không phá hỏng chuyện tốt của con trai chứ. Tô Yên càng hoài nghi hơn. Cô ơi, có phải cô nhận nhầm người rồi không ạ? Không nhận nhầm, không nhận nhầm. Trần Tố Anh xua tay, dù sao nói cũng đã nói rồi, không cần quan tâm những thứ khác nữa, con với con trai của cô có quan hệ yêu đương phải không? Tô Yên vừa nghe đã mở to mắt, cô là mẹ của Lục Cận Phong. Đúng vậy, đúng vậy. Trần Tố Anh liên tục gật đầu, cười nói, Tô Tô, đây là quà gặp mặt mà cô cho con, nhận lấy, nếu sau này con trai cô có bắt nạt con cứ ức hiếp lại nó, không cần sợ, có cô chống lưng. Nói xong Trần Tố Anh lấy hộp đựng trang sức, bên trong là một chiếc vòng tay đế vương màu xanh ngọc bích có giá trị lên đến 1000 vạn. Mẹ chồng vừa ra tay đã vô cùng hào phóng. E rằng Tô Yên không thể nhìn ra giá trị của chiếc vòng này đáng bao nhiêu, nhưng trong mắt cô, có thể thấy rất quý giá. Trần Tố Anh rất nhiệt tình, càng nhìn càng thích Tô Yên, gương mặt đôn hậu cười híp mắt. Tô Yên lấy lại tinh thần, liên tục lùi về sau, cô à, không được đâu, con không thể nhận. Tuy rằng cô và Lục Cận Phong đang yêu đương, nhưng còn chưa đầu vào đầu, cô không thể nhận lễ vật này. Có gì mà không được, cô tặng con quà gặp mặt, con cứ nhận đi. Trần Tố Anh cố tỏ vẻ đau lòng, Tô Yên không nhận là vì không thích con trai cô sao? Hay là không thích người mẹ chồng này? Trần Tố Anh nói đến nước mắt cũng sắp rơi xuống. Tô Yên có chút lúng túng, cô chưa từng ứng phó với mẹ chồng tương lai, hành động này khiến cô sững sờ. Trước đây mẹ của Sở Hướng Nam không thích cô, cách nói chuyện cũng xa cách trùng trùng, nói ra nói vào cũng là thấy cô không hợp với Sở Hướng Nam. Chương 40. Đối với từ mẹ chồng này, Tô Yên rất kính nể, lúc trước cô từng nghĩ mẹ của Lục Cận Phong và cô có thể chung sống hòa thuận hay không, nhưng không ngờ bà lại nhiệt tình như vậy khiến cô không kịp chống đỡ. Cô à, cô hiểu lầm rồi, con rất thích cô. Đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại, Trần Tố Anh cười hiền hòa, Tô Yên nghĩ có thể chung sống hài hòa bên nhau, đương nhiên cô rất thích. Vậy thì không còn vấn đề gì cả, nhận lấy đi. Trần Tố Anh nhét vòng tay cho Tô Yên, đây là quy định của nhà họ Lục chúng ta. Quà gặp mặt nhất định phải nhận. Vừa nghe là quy định, Tô Yên đã cảm thấy khó khăn. Tô Yên cũng sợ Trần Tố Anh buồn lòng, cô cứ nhận trước đã, về sau đưa lại cho Lục Cận Phong. Vâng, vậy con xin nhận. Tô Yên vừa dứt lời thì tiếng quát đanh thép từ bên cạnh truyền tới. Tô Yên, còn ở đây làm gì, còn không mau đi làm. Không cần quay đầu lại Tô Yên cũng biết người đó là ai. Từ sau sự việc vòng tay, giữa cô và Lưu Thịnh đã kết nên ân oán. Nhưng vì đối phương là cấp trên, Tô Yên đành nở nụ cười, giám đốc Lưu, tôi đã xin nghỉ làm nửa ngày, bây giờ là 11 giờ rưỡi trưa, tôi vẫn trong thời gian nghỉ. Lưu Thịnh cười lạnh, ai phê duyệt đơn nghỉ, tôi chưa ký giấy đồng ý nên không tính, trốn làm nửa ngày, theo quy định và điều lệ của công ty, tiền lương thưởng tháng này của cô coi như xong. Tô Yên nhẫn nhịn, nhưng muốn trừ tiền của cô, vậy thì không được rồi. Tô Yên có một biệt danh, gọi là kẻ hám tiền. Giám đốc Lưu, làm người mà, làm việc gì cũng phải giữ lại 3 phần, sau này còn chung sống hòa thuận, nếu như làm quá lên, đối với ai cũng không có lợi ích gì. Tô Yên đã nổi giận rồi, giọng điệu không lạnh không nóng, lấy việc công trả thù riêng cũng chỉ là tiểu nhân mà thôi, nếu như chuyện này truyền đến tai sếp lớn, biết được con gái của mình tìm được thứ không ra gì thế này, vậy giấc mơ trở thành con rể của sếp lớn e rằng tan nát rồi. Tô Yên. Cô đang uy hiếp tôi. Sắc mặt Lưu Thịnh trầm xuống, chỉ vào mặt Tô Yên, cô là cái thá gì chứ? Tôi đang uy hiếp anh đấy. Tô Yên nhìn thẳng vào Lưu Thịnh, mọi người đều phải đi làm, không dễ dàng gì để sinh tồn. Tôi đã nhìn anh nhiều lần, giám đốc Lưu nếu còn được đằng chân lên đằng đầu,
Tô Yên tôi cũng không phải lại dễ chọc. Động tĩnh bên này thu hút không ít ánh nhìn của người khác, thời gian nghỉ trưa sắp tới, rất nhiều nhân viên lần lượt ra ngoài ăn cơm, nhìn thấy Tô Yên đang cãi nhau với Lưu Thịnh đều dừng lại hóng náo nhiệt. Việc Lưu Thịnh nhắm vào Tô Yên đã được truyền khắp công ty. Mọi người đều đang đoán bao giờ thì Tô Yên bị đuổi khỏi công ty, có vẻ như sắp rồi. Thái Thanh Trúc cũng đang định đi ăn thì thấy Tô Yên đang xù lông với Lưu Thịnh lập tức tiến đến khuyên ngăn, giám đốc Lưu, anh đừng tức giận, gần đây Tô Yên áp lực quá lớn nên mới nói những lời hồ đồ, anh không cần chấp nhặt với cô ấy. Lưu Thịnh cười lạnh, trợ lý Thái, cô không cần khuyên nữa, Tô Yên người ta đã cặp kè được với đại gia rồi, nói chuyện cũng khác, rất có khí phách, không coi ai ra gì, công ty của chúng ta nhỏ bé như cái miếu vậy, không chứa nổi Phật lớn này. Hiển nhiên đang ép Tô Yên từ chức. Trần Tổ Anh thấy Tô Yên bị bắt nạt, sỉ nhục, không nhịn được nữa kéo Tô Yên. Nói, Tô Tô, chúng ta không cần ở lại công ty tồi tàn này. Lưu Thịnh châm biếm, Tô Yên, cô đem theo trợ thủ đấy à, đúng, nhanh chóng từ chức, đừng ở lại nữa, miếu nhỏ không chứa chấp nổi chị đại như cô. Muốn đuổi tôi đi, Lưu Thịnh anh không có quyền hành này. Ánh mắt của Tô Yên lạnh dần đi, cô đã thật sự nổi giận, tiến lên hai bước, đối mặt với khuôn. Mặt bị ổi của Lưu Thịnh, Tô Yên tôi không có. Chương 41. Người nên cút đi là anh. Tô Yên cười lạnh, giám đốc Lưu, anh cho rằng dùng nợ cũ của năm ngoái thì sẽ không ai biết anh rút bớt tiền của công ty à? Nếu để ông chủ biết việc này, anh đoán thử xem anh sẽ có kết cục như thế nào. Tô Yên nói rất nhỏ, người vây xem cũng không nghe được, Lưu Thịnh nghe là đủ rồi. Nghe vậy, sắc mặt Lưu Thịnh trắng bệch, cô nói bậy. Vây quanh chỗ này làm gì? Một giọng nói đầy uy nghiêm truyền đến, đám người nhường ra một con đường, một người đàn ông trung niên đi đến cùng mấy vị giám đốc, Trịnh Tổ Tâm cũng đi tới. Lưu Thịnh lập tức thay đổi sắc mặt, cung kính phản công, Tổng Giám Đốc Trịnh, Tô Yên bỏ bê công việc không lý do làm Tổng Giám Đốc Vương của Tập đoàn Tinh Quang không muốn hợp tác với chúng ta. Thế mà Tô Yên lại không biết nhận sai, từ chối trách nhiệm. Người này là chủ của công ty, Trịnh Anh Tài. Trần Tố Anh từng gặp trong tiệc rượu. Người khác có thể không biết Trần Tố Anh, nhưng Trịnh Anh Tài chắc chắn biết. Để tránh khỏi việc bị bại lộ, rước lấy phiền phức cho Lục Cận Phong, Trần Tổ Anh lặng lẽ rời khỏi đoàn người, nhanh chóng gọi điện cho con trai mình, con à, Tô Tô bị ức hiếp, con tới nhanh lên. Bởi vì lời của Lưu Thịnh, Trịnh Anh Tài nhìn Tô Yên bằng ánh mắt sắc bén, cô ở bộ phận. Nào, Tổng Giám Đốc Trịnh, tôi ở bộ phận thư ký. Tô Yên bình tĩnh đứng trước mặt Trịnh Anh Tài, giải thích, vừa rồi Lưu Thịnh nói không đúng. Tôi có xin bộ phận nhân sự nghỉ nửa ngày, cũng không bỏ bê công việc không lý do. Lưu Thịnh chấm dầu vào lửa, tôi có hỏi bộ phận nhân sự nhưng không thấy ghi cô xin nghỉ, mà hôm qua tôi đã nói với cô rằng hôm nay Tổng Giám Đốc Vương sẽ đến, yêu cầu có phiên dịch tài liệu cho thật tốt để hôm nay cần. Bởi vì sai lầm của cô mà hiện giờ Tổng Giám Đốc Vương giận dữ rời đi, ai sẽ gánh chịu tổn thất của công ty chứ? Trịnh Tổ Tâm kéo Trịnh Anh Tài, cũng đổ thêm dầu vào lửa cha. Đây không phải là lần đầu tiên Tô Yên không làm tròn bổn phận. Con cảm thấy chúng ta không nên giữ lại loại nhân viên không có trách nhiệm với công ty này. Đây là đang trả thù riêng. Tôi đã sắp xếp tài liệu hôm qua. Tô Yên nhìn Thái Thanh Trúc, hôm qua cô đã đưa tài liệu cho Thái Thanh Trúc rồi. Thái Thanh Trúc vội vàng nói, đúng vậy, Tổ Yên đã sắp xếp tài liệu rồi đưa cho tôi để giao cho Giám Đốc Lưu, tôi cũng đã nộp. Tôi không nhận được, Lưu Thịnh hỏi Thái Thanh Trúc, cô chơi tôi à? Không phải, Thái Thanh Trúc lắc đầu, nói, lúc đó tôi thấy Giám Đốc Lưu không có mặt nên đặt lên bàn rồi gửi tin nhắn cho anh. Tôi chưa nhận được bất cứ tin gì. Lưu Thịnh lạnh lùng nói, Tô Yên, vì từ chối trách nhiệm mà cô cũng nói dối. Tô Yên nhìn chằm chằm vẻ mặt để tiện của Lưu Thịnh, cũng đã hiểu ra. Lưu Thịnh quyết tâm muốn xử lý cô, vậy thì cô có nói thêm gì nữa cũng vô dụng. Hơn nữa việc ăn chặn tiền này, cô cũng không thể nói ra trước mặt mọi người, đây là điều cấm kỵ trong nghề. Nếu như cô xé rách mặt với Lưu Thịnh thì sau này sẽ không có công ty nào dám nhận cô. Lưu Thịnh vẫn duy trì dáng vẻ không sợ hãi, chẳng phải là do có Trịnh Tổ Tâm làm chỗ dựa. Dù cho lời đồn có nói tình cảm của hai người có vấn đề, nhưng lúc này, hai người vẫn đang ăn ý. Ai bảo lần trước Tô Yên làm mích lòng Trịnh Tổ Tâm? Lòng Tô Yên sáng như gương, cô nhìn về phía Trịnh Anh Tài, thản nhiên nói, Tổng Giám Đốc Trịnh, tôi không chối bỏ trách nhiệm. Ngài có thể đến bộ phận nhân sự điều tra. Thái Thanh Trúc cũng nói đỡ cho Tổ Yên, Tổng Giám Đốc Trịnh, Tổ Yên ở công ty 2 năm nay vẫn luôn cố gắng hết mình, coi như không có công lao thì cũng có khổ lao.
Trịnh Anh Tài nghiệm mặt, công ty không cần sao sao ly, nuôi một đám rác rưởi thì có ích lợi gì? Tô Yên phải không, cô đến bộ phận nhân sự kết toán tiền lương rồi đi đi. Chỉ là một nhân viên không quen biết mà thôi, sao có thể so sánh với con gái ông? Trịnh Anh Tài vừa xuất hiện, Tô Yên đã biết kết cục của mình. Lần trước đắc tội với Trịnh Tổ Tâm, có thể ở công ty lâu như vậy đã là ngoài dự tính rồi. Trong khoảng thời gian này, Tô Yên cũng nơm nớp lo sợ, như đi trên băng mỏng. Muốn đuổi cô không lý do, đâu có dễ. Nghe thấy Trịnh Anh Tài đuổi việc Tổ Yên, Lưu Thịnh cùng Trịnh Tổ Tâm cười khoái chí, mấy nhân viên xem trò hay cũng bàn tán sôi nổi. Có người tiếc cho Tổ Yên, cũng có người cảm thấy Tô Yên không biết lượng sức mình. Trịnh Anh Tài vừa định bước đi thì Tô Yên lên tiếng, Tổng Giám Đốc Trịnh, tôi ký hợp đồng lao động 3 năm với công ty, hợp đồng chưa đến hạn mà ngài đã đuổi tôi không lý do, dựa theo quy định của hợp đồng thì ngài phải trả tôi gấp 3, còn có bồi thường tiền lương nửa năm trở lên. Tô Yên vừa dứt lời, mọi người lập tức yên lặng, không gian yên ắng đến nỗi một cây kim rơi xuống cũng có thể tạo ra tiếng động. Chương 42. Tô Yên điên rồi sao? Dám thách thức ông chủ. Còn đòi bồi thường. Điên rồi, quả thực không biết tự lượng sức mình. Trịnh Tổ Tâm cũng thấy ngoài ý muốn, giọng nói sắt bén, Tô Yên, cô nghèo đến điên rồi à? Cô dựa vào đâu mà muốn tiền lương gấp 3, công ty là do cha tôi mở, muốn đuổi ai thì đuổi, cô là cái thá gì? Cô nghĩ lần trước mượn vòng tay của người khác là có thể lừa được. Cô là đứa con gái ham hư vinh, bây giờ còn nói dối, không biết tự lượng sức mình, cha, nhanh đuổi cô ta đi. Lưu Thịnh nói thêm vào, Tô Yên, nếu cô còn muốn tồn tại trong giới này thì cút nhanh lên, nếu cứ tiếp tục ồn ào như vậy thì cô cũng đừng mong ở lại đế đô. Tô Yên nhếch môi, bỏ qua Lưu Thịnh cùng Trịnh Tố Tâm, nhìn Trịnh Anh Tài, Tổng Giám Đốc Trịnh, ngài cảm thấy thế nào? Đường đường là Tổng Giám Đốc Trịnh mà cũng muốn chơi xấu, không nhìn hợp đồng lao động. Thực sự khéo ăn khéo nói. Trịnh Anh Tài giận đến tức cười, đây là công ty của tôi, không lẽ tôi không thể đuổi việc một người? Tất nhiên, nếu Tổng Giám Đốc Trịnh không muốn đền tiền cho bạn gái của tôi, vậy thì bồi thường bằng cái khác đi. Giọng nói này, Tô Yên đột nhiên quay đầu, nhìn thấy Lục Cận Phong thì vô cùng ngạc nhiên, ánh mắt viết mấy chữ sao anh lại đến đây. Ngoài sân, Trần Tổ Anh thấy con trai của mình tới thì thở dài một hơi. Dám ức hiếp con dâu tương lai của bà, để con trai trừng trị bọn họ. Mọi người quay đầu nhìn lại, Lục Cận Phong mặc một bộ tây trang làm nổi bật chiều cao của anh. Ngũ quan sắc nét lạnh lùng, mỗi bước đi thì hào quang hoàn toàn mở ra, có một khí thế bệ nghệ thiên hạ. Không ít nữ nhân viên đỏ mặt thẹn thùng, quá đẹp trai, quá ngầu. Ngay cả Trịnh Tổ Tâm cũng ngẩn người, lộ ra biểu cảm mê muội. Lục Cận Phong đến bên cạnh Tô Yên, ánh mắt ôn nhu nhìn cô, qua một bên nghỉ ngơi, còn lại giao cho anh. Không biết vì sao, Tô Yên cảm thấy lời nói của Lục Cận Phong có sức lôi cuốn kỳ lạ, cô vô thức gật đầu, vâng. Cô luôn tin tưởng Lục Cận Phong vô điều kiện. Cảnh tượng này làm vô số nhân viên nữ ghen ghét. Số của Tô Yên quá tốt rồi, tìm được bạn trai đẹp trai như vậy. Trịnh Tố Tâm ghen tị đến đỏ mắt, nhìn bạn trai của Tô Yên, lại nhìn Lưu Thịnh, so sánh hai người với nhau, cô ta chợt cảm thấy Lưu Thịnh không được cái gì hết, trước đây ánh mắt của cô ta quá kém rồi. Lưu Thịnh cũng nhận ra Trịnh Tố Tâm thay đổi, có chút rối lòng. Lục Cận Phong xuất hiện không những làm phụ nữ say mê mà còn làm đàn ông tự ti. Trịnh Anh Tài cũng bị khí chất của Lục Cận Phong làm kinh sợ. Ông tung hoành trên thương trường mấy chục năm, thấy qua vô số người nhưng người có khí chất mạnh như vậy thì rất. Ánh mắt Lục Cận Phong lạnh lùng nhìn Trịnh Anh Tài, khẽ nhếch môi, Tổng Giám Đốc Trịnh, đền tiền gấp 3 hay muốn đến cái khác. Trịnh Anh Tài hoàn hồn, nhận ra mình sợ hãi một người trẻ tuổi, cộng thêm nơi này là địa bàn của ông, nhiều nhân viên nhìn như vậy. Một ông chủ như ông ta không thể hoảng sợ được. Trịnh Anh Tài thẹn quá thành giận, nói Tô Yên bỏ bê công việc một cách vô cớ, làm công ty tổn thất nặng nề, đừng nói là tiền bồi thường, một đồng cũng không có. Trái lại cô ta phải gánh chịu tổn thất của công ty, sau đó luật sư của tôi sẽ gửi tài liệu qua cho cậu. Những lời này vô cùng ra oai. Lục Cận Phong khẽ cười, nói một câu đầy ý tứ hàm xúc, quả thật Tổng Giám Đốc Trịnh tổn thất nặng nề. Loại Tô Yên là tổn thất lớn nhất của công ty. Nhưng mà hiện tại Trịnh Anh Tài còn chưa biết. Lục Cận Phong đến gần Trịnh Anh Tài, đột nhiên anh nắm lấy cổ áo của ông ta. Mọi người hít sâu một hơi. Lẽ nào anh định ra tay? Trước đây Lục Cận Phong có đánh Lý Văn, Tô Yên vội vàng cản lại, Lục Cận Phong.
Tô Yên không biết ba chữ này của cô đã đánh thẳng vào linh hồn của chính anh Tài. Lục Cận Phong. Người nắm. Chương 43. Lục Cận Phong buông lỏng tay, hai chân Trịnh Anh Tài mềm nhũn, đặt mông ngồi xuống mặt đất. Cha, cha làm sao vậy? Cha, Trịnh Tổ Tâm luống cuống. Lục Cận Phong từ trên cao liếc nhìn Trịnh Anh Tài một cái, chợt đi về phía của Tổ Yên, dắt. Tay cô, đói bụng chưa? Đi, đi ăn cơm. Hai người không coi ai ra gì mà rời khỏi. Trịnh Anh Tài lộ ra gương mặt khóc lóc đau đớn, miệng lẩm bẩm, xong rồi, xong rồi. Cha, cái gì xong rồi? Trịnh Tổ Tâm đỡ Trịnh Anh Tài đứng lên, không phải chỉ là một Tô Yên thôi sao, cô ta làm cho công ty chúng ta tổn thất nghiêm trọng, chúng ta lập tức tố cáo, bắt cô ta phải bồi thường tiền. Trong lòng Trịnh Tổ Tâm sớm đã có tính toán hết rồi, tìm Tô Yên gây phiền phức, như vậy chắc chắn bạn trai của Tô Yên sẽ vứt bỏ Tô Yên, đến lúc đó cô ta sẽ có cơ hội. Mày thì biết cái gì? Đột nhiên Trịnh Anh Tài hét to, mày là một đứa con gái phá của, nhà. Họ Trịnh sẽ thua trong tay mày. Lời này làm cho Trịnh Tố Tâm sững sờ không hiểu nổi, Lưu Thịnh cả gan hỏi, Tổng Giám Đốc Trịnh, chẳng lẽ bạn trai của Tô Yên có lai lịch gì lớn sao? Lưu Thịnh không hỏi thì tốt, hỏi ra rồi, lập tức bị chĩa mũi nhọn vào đầu. Trịnh Anh Tài nhìn thấy Lưu Thịnh, lửa giận càng lớn hơn, đưa người này ném ra ngoài cho tôi. Tổng Giám Đốc Trịnh, Lưu Thịnh luống cuống, thấy bảo vệ đã qua đến đây, vội vàng cầu xin, Tổ Tâm. Em mau nói vài câu với cha em đi, Tổ Tâm, Giám Đốc Trịnh. Lưu Thịnh trực tiếp bị kéo ném ra ngoài, dáng vẻ cực kỳ chật vật cùng khó xử. Trịnh Tố Tâm bị dọa sợ cũng không dám lên tiếng, những người khác trong công ty càng không dám thở mạnh. Rời khỏi công ty, lúc này Tô Yên đang cùng Lục Cận Phong dùng bữa ở một nhà hàng đồ ăn Trung Quốc. Trần Tố Anh cũng ở đây, không ngừng gắp đồ ăn cho Tổ Yên, hỏi cô thích ăn món gì. Tô Yên vô cùng ngượng ngùng. Cô đây xem như là con dâu xấu xí đi gặp mẹ chồng sao. Tô Yên lén lút trừng mắt một cái với Lục Cận Phong cũng không thông báo trước một tiếng cho cô. Trên mặt Lục Cận Phong toát ra vẻ tươi cười, mẹ anh vừa đi du lịch về, nghe nói anh có bạn gái, không kịp chờ đợi muốn đi gặp em, mẹ anh không làm em sợ đó chứ. Tô Yên không bị hù sợ, thế nhưng việc này quá bất ngờ, khiến chân tay cô luống cuống. Du lịch, Trần Tổ Anh trộm liếc đứa con trai nhà mình. Bà đi du lịch từ khi nào vậy? Nhận được ánh mắt cảnh cáo của con trai, Trần Tổ Anh lập tức hiểu ý, cười nói, đúng vậy, vừa đi du lịch trở về, nếu sớm biết thằng nhóc này có bạn gái, cô đã không đi đâu rồi, trước tiến tới gặp mặt con trước đã. Cô à, đáng lẽ con phải đến gặp cô trước mới phải. Tô Yên được yêu thương mà cảm thấy vừa mừng vừa lo, trước đó con cũng không biết là cô đã trở về, còn mong cô đừng trách con không biết lễ phép. Sao có thể như vậy được? Nhìn thấy con chỗ nào cô cũng thích. Trần Tổ Anh lôi kéo cánh tay của Tổ Yên, rất nhiệt tình, Tô Tô, ăn chén canh này đi, canh này rất tốt, bồi bổ thân thể, con gầy quá, phải ăn nhiều đồ bổ vào. Lục Cận Phong liếc mắt nhìn Tô Yên đánh giá từ trên xuống dưới, gật đầu quả thực có hơi gầy. Tô Yên trợn mắt nhìn Lục Cận Phong, hỏi, sao anh lại tới đây, còn ăn mặc lịch sự như vậy nữa? Đương nhiên Lục Cận Phong sẽ không nói cho Tổ Yên biết. Anh đã bỏ mặc nguyên một đám lãnh đạo cấp cao của tập đoàn Lục Thị, vội vàng chạy tới. Trần Tố Anh cười nói, cô kêu nó tới đó, cô thấy cái người Trịnh Anh Tài kia rất biết cách bắt nạt người khác, nên nhanh chóng gọi điện thoại cho con cô tới cứu nguy. Đây là quần áo mới cô đi du lịch trở về mang cho nó, bắt nó mặc vào, Tô Tô, con thấy sao, có phải rất đẹp trai không? Rất đẹp trai à, Tô Yên cũng không nghĩ nhiều, bình thường vẻ ngoài của Lục Cận Phong đã làm cho người ta mê muội rồi. Lục Cận Phong mặc bộ đồ nghiêm túc này lại càng đẹp, lộ ra hơi thở cấm dục, làm cho người ta rất muốn lột quần áo của đối phương ra, muốn làm gì thì làm. Ý thức được mình đang nghĩ tới cái gì, Tô Yên vội vàng hoàn hồn, rời tầm mắt đi chỗ khác. Lục Cận Phong thoáng nhìn thấy vành tai đỏ lên của Tổ Yên, nụ cười bên khóe miệng càng thêm sâu, ghé vào bên tai cô, dùng giọng nói chỉ hai người có thể nghe thấy nói tối về để cho em muốn làm gì thì làm. Mặt Tô Yên đỏ hơn bao giờ hết. Hai mắt mở lớn. Lục Cận Phong biết đọc suy nghĩ của người khác sao? Làm sao biết trong lòng cô đang nghĩ cái gì? Chương 44. Tô Yên thẹn thùng đánh một cái vào người Lục Cận Phong, ai nghĩ tới muốn làm gì với anh chứ? Lục Cận Phong thoải mái cầm tay Tô Yên, mười ngón tay đan vào nhau. Tô Yên nghĩ lại Trần Tổ Anh còn đang ở đây, ngượng ngùng rút tay về, mặt lại càng đỏ hơn.
thấy hai người Tô Yên và Lục Cận Phong liếc mắt đưa tình với nhau, trong lòng Trần Tổ Anh vô cùng vui mừng. Đã bao lâu rồi bà chưa thấy đứa con trai này nở nụ cười cơ chứ? Càng đừng nói tới việc trên mặt có thể bộc lộ ra nhiều cảm xúc như vậy. Trần Tổ Anh càng thêm chắc chắn, Tô Yên chính là đứa con dâu tương lai của bà. Ai muốn bắt nạt con dâu của bà, trước tiên cần phải hỏi bà có đồng ý hay không đã. Nhớ tới chuyện vừa rồi, Tô Yên hỏi, vừa nãy anh đã nói gì với Tổng Giám Đốc Trịnh vậy? Lại có thể dọa ông ta thành như vậy. Thực ra nếu Lục Cận Phong không đến, Tô Yên cũng có cách để giải quyết chuyện này. Cô làm ở công ty đã lâu, nếu như không có năng lực tự bảo vệ mình, cũng sẽ không làm được lâu như vậy. Tô Yên không phải là một người quả thích gây chuyện, nhưng cô cũng không phải là một quả hồng mềm tùy ý để người ta nhào nặn. Lục Cận Phong nửa thật nửa giả nói, anh nói tổn thất lớn nhất của ông ta chính là để mất đi một người nhân viên như em. Đơn giản như vậy, Tô Yên không tin. Còn uy hiếp ông ta nữa, nếu còn tìm em gây phiền phức, dùng nắm đấm này chăm sóc ông ta. Tô Yên nở nụ cười, đây mới đúng là phong cách của anh, có điều sau này anh không thể tùy tiện đánh người nữa, bây giờ là xã hội pháp chế, không thể liều mạng dùng nắm đấm. Tính cách này của Lục Cận Phong, Tô Yên rất lo lắng. Lục Cận Phong cười ấm áp, tất cả đều nghe theo em. Trần Tố Anh thấy đứa con nhà mình ở trước mặt Tô Yên ngoan ngoãn giống một con cừu non, cũng không tức giận chút nào, ngược lại còn vô cùng vui vẻ. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Rốt cuộc cũng tìm được người có thể hạ gục đứa con này rồi. Ăn cơm xong, Lục Cận Phong giao Tô Yên cho Trần Tổ Anh, mẹ đưa Yên Yên đi mua sắm đi. Được, không thành vấn đề. Trần Tổ Anh hết sức vui vẻ, nào, Tô Tô, con dẫn cô đi mua đồ một chút được không? Dạ được. Ở bên cạnh Trần Tổ Anh, Tô Yên cảm nhận được tình thương ấm áp của người mẹ, cũng rất thích đi cùng bà. Ai cũng nói mẹ chồng nàng dâu là vấn đề muôn thuở khó giải quyết, nhưng hai người ở chung có thể vui vẻ như vậy, cô không cần phải lo lắng về vấn đề này. Lục Cận Phong thấy hai người rời đi rồi, bản thân xoay người ngồi vào chiếc Maybach bên cạnh. Hạ Vũ vẫn luôn chờ ở chỗ này, ngồi ghế sau là vạn nhất. Lão đại, hôm nay anh có hơi liều lĩnh, những người đó của nhà họ Lục chắc chắn sẽ có hoài nghi. Vạn nhất nhắc nhở nói. Nhà họ Lục này gần đây là một cái ao khá yên bình, nên quấy nhiễu một chút. Lục Cận Phong nhíu mày lạnh lùng, sáng mai, tôi muốn thấy tin tức tập đoàn Trịnh Thị biến mất ở Đế Đô. Vạn nhất nói, cái này có quan hệ gì với việc quấy đục quan hệ nhà họ Lục? Không quan hệ, giọng điệu Lục Cận Phong thờ gờ, Yên Yên chịu uất ức. Đơn giản chỉ là thay bạn gái xả cơn tức mà thôi. Vạn nhất không còn sức chế giễu, chỉ trách nhà họ Trịnh này xui xẻo, không có việc gì lại trêu chọc bạn gái của lão đại làm gì. Không phải là muốn chết sao? Lúc này đây Tô Yên không hề hay biết, chỉ một câu của Lục Cận Phong, tập thể cấp cao của tập đoàn Lục Thị phải tăng ca, trong một đêm đó thu mua tập đoàn Trịnh Thị, có điều những việc này sau này hắn nói. Vạn nhất dựa vào ghế ngồi phía sau, yếu ớt nhìn Lục Cận Phong. Chương 45. Ánh mắt Lục Cận Phong hơi nhíu lại, có tôi ở đây, cô ấy không cần tỏ ra quá mạnh mẽ. Nếu không, còn cần một người bạn trai như anh làm cái gì? Lục Cận Phong anh không cần một trợ giúp đắc lực để như hổ thêm cánh, cái anh cần là một người bầu bạn có thể dắt tay nhau đi đến cuối đời. Lục Cận Phong hỏi, Lục Gia Hành bên kia thế nào rồi? Nghe nói buổi tối hôm nay Lục Gia Hành muốn ra bến tàu làm một lô hàng. Vạn nhất nói, lão đại, em cảm thấy hàng này có vấn đề. Buổi tối đi xem một chút. Nói xong, Lục Cận Phong khép mắt lại, nhắm mắt dưỡng thần. Tô Yên và Trần Tổ Anh đi dạo một vòng ở khu mua sắm, mệt mỏi đến nỗi không đi tiếp được nữa. Trần Tổ Anh mua rất nhiều thứ, đều là mua cho Tổ Yên. Tô Yên vẫn luôn từ chối, nhưng Trần Tổ Anh lại quá mức nhiệt tình, tư thế đó giống như chỉ hận không thể làm cho khu mua sắm này trống không. Tô Yên không biết. Với năng lực của Trần Tổ Anh, quả thực có thể làm cho khu mua sắm này trống không. Hôm nay ở trước mặt Tổ Yên, Trần Tổ Anh đã rất khắc chế rồi. Tô Tô à, nhà con ở đâu, chúng ta gọi xe mang những thứ này về. Tô Yên có hơi do dự, chỗ ở của cô quá nhỏ, chỉ sợ tương lai bị bà ấy ghét bỏ. Hơn nữa bây giờ cô đang ở chung với Lục Cận Phong, tạm thời tránh đầu sóng ngọn gió, lỡ như hiểu lầm hai người đã chính thức ở chung, cô sợ Trần Tổ Anh biết sẽ coi thường có. Nhưng Trần Tố Anh đã hỏi rồi, cô cũng phải để cho bà ấy đi xem thử một chút. Tô Yên cũng không ngốc, đương nhiên biết Trần Tố Anh có ý định muốn đến chỗ ở của cô.
xem thử. Chần chừ một lát, Tô Uyên cười nói, vậy con đi gọi xe. Dọc đường đi, hai người cười cười nói, đến phòng thuê rồi, Trần Tố Anh không cười nổi nữa. Thấy vẻ mặt của Trần Tố Anh sụp xuống, trong lòng Tô Uyên có hơi lo lắng, đang định lên tiếng, Trần Tố Anh đột nhiên tức giận nói, thằng nhóc thổi này làm thế nào vậy, sao có thể để Tô Tô sống ở một nơi như thế này? Phòng vệ sinh trong nhà còn muốn to hơn cái phòng thuê này. Dù là giả bộ nghèo, cũng không thể để con dâu tương lai chịu uất ức được. Y xong, Trần Tố Anh lấy ra một tấm thẻ, trong mắt hàm chứa nước mắt, vô cùng áy náy nói, Tô Tô, thực sự để con phải chịu uất ức rồi, tấm thẻ này con cứ cầm lấy, đổi một phòng ở lớn hơn, phòng ở nhỏ như vậy, sao con có thể ở được chứ? Mẹ chồng tương lại ra tay rất hào phóng, trước là vòng tay, sau là thẻ ngân hàng, Tô Uyên bị điều này làm cho sửng sốt. Đây cũng quá hạnh phúc rồi. Đương nhiên Tô Uyên không thể nhận thẻ ngân hàng này, cười nói, cô à, phòng ở này rất tốt, lúc trước Lục Cận Phong cũng nói muốn đổi căn phòng lớn hơn, nhưng con không cho đổi, giá cả ở đế đô đắt đỏ, có một nơi nhỏ gọn ấm áp như vậy là tốt rồi, phòng ở không cần quá lớn. Lời này làm cho hai mắt Trần Tố Anh ẩn ẩn nước, lôi kéo tay Tô Uyên, Tô Tô, con quá hiểu chuyện rồi, con trai cô gặp được con, thật sự là tích phúc tám đời. Tô Uyên, gặp được anh ấy con cũng cảm thấy rất may mắn. Tô Uyên cười nhẹ nói, cô tốt với con như vậy, làm cho con cảm thấy rất hạnh phúc. Đây đều là lời từ tận đáy lòng của Tô Uyên, không phải là cố ý lấy lòng. Từ việc Trần Tố Anh ra tay vô cùng hào phóng hôm nay, có thể thấy trong nhà Lục Cận Phong hẳn là giàu có điều đây cũng là thành quả nỗ lực của người đi trước, cô và Lục Cận Phong không thể ăn bám. Ngay từ đầu khi Tô Uyên chấp nhận một Lục Cận Phong bình thường, sẽ không vì hoàn cảnh gia đình như thế nào mà thay đổi. Trần Tố Anh không muốn rời đi, nếu như không phải trời đã tối, bà còn muốn tâm sự cùng với Tô Uyên. Lúc đi, Trần Tố Anh cười nói, Tô Tô à, ngày mai cô lại tới tìm con. Được à, Tô Uyên tiễn Trần Tố Anh ra khỏi cổng khu chung cư. Trần Tố Anh bắt một chiếc taxi, lên xe, bà lập tức gọi điện cho anh trai Trần Mạnh Quân của mình, người con dâu này, em thực sự rất hài lòng. Tô Uyên trở lại phòng thuê, lại nhận được điện thoại của Sở Hướng Nam. Nhìn thấy tên người gọi đến, Tô Uyên không muốn nhận, trực tiếp nhấc nút tắt, Sở Hướng Nam chợt gửi tin nhắn đến, không muốn anh đến bệnh viện tìm Tô Duy thì nửa tiếng sau, gặp ở bến tàu Châu Giang. Tô Uyên nhìn thấy. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 2.